dưới dưới này trên đó này. Rồi bây giờ mình nói với anh chị về cái phần nhũ ảnh ha. Thì cái đại cương đó là nó dùng tí để phát hiện mấy cái tổn thương mà người bác sĩ hoặc là bệnh nhân người ta không có sờ thấy được ha, thì khi đó người ta sẽ sử dụng tí ít để người ta kiểm tra cái ký vú của bệnh nhân. Thì cái phần giải phẫu này thôi mình xin lướt qua anh chị ha, mấy anh chị sẽ gửi bài về cho mấy anh chị coi ha. Cái phần giải phẫu này cũng đâu có gì đâu ha. Cái giới hạn này cũng vậy ha, giới hạn thì mấy anh chị chắc cũng nghĩ cũng biết ha, phía trên thì xương đòn, dưới xương sườn 7, phía trong là đường giữa và ngoài cùng bờ cơ lưng rộng ha. Thì cái này cũng không có gì, mấy anh chị về coi cái phần này ha. Và cái này cũng vậy, mô kiếm vú rồi kia ha, mấy phần này thuộc về giải phẫu của vú ha. Và cái dây chằng copper thì mấy anh chị để ý một tí, tại có vì nó có là nó có cái hiện tượng nó bị giãn dây chằng và nó bị đứt dây chằng, cho nên thành ra ở những người lớn tuổi thì mấy anh chị thấy nó cái vú của bệnh nhân người ta nó sệ ha. Và cái khi mà ung thư nó xâm nhập vô thì nó làm cho cái vú ngắn lại, co rút lại, thì cái này thì mấy anh chị để ý coi lại một cái xíu ha. Thì mình giới thiệu đây là một cái hình ảnh về mong mô. Thì cái phim này á, mấy anh chị chỉ cần biết đầu tiên á, mình coi á, là cái núm vú á nó có lòi ra hay không ha. Cái núm vú mà nó chụp mà đúng tư thế á là bắt buộc cái núm vú nó phải lòi ra ngoài ha, nó không được nằm ở nên nó không được nằm ở trong cái phim của cái hình mâm mô này, mấy anh chị hiểu không ạ? Có nghĩa là ví dụ như cái ngực của bệnh nhân là như vậy đi ha, cái ngực của bệnh nhân là như vậy đi ha, khi mình để lên như vậy cái núm vú nó phải lòi ra ngoài, chứ nó không thể nào cái núm vú mà mình nhìn lên cái hình cái vú ở đây ha, mà mình không thể nào cái núm vú mà nó nằm ở trong cái phần của cái bầu vú được, mấy anh chị hiểu không ạ? Ha, thì cái nguyên tắc đó mà bắt buộc con người ta đòi hỏi đó là chụp phải cho chính xác, ngay cả thế thẳng và thế ngô là bắt buộc khi mà ép như thế nào cái bàn đó mới có cái hình ha, cái bàn ép mà mình để như thế nào đó là bắt buộc phải nó cho nó chuẩn, để khi mà có những người ta không có quen đọc hình về mâm mô á, khi mà cái núm vú nó tụt vô nó cầm lên trên mô tuyến á thì người ta cứ tưởng đó là một cái u là một cái thứ nhì nữa, nếu mà ở đó có một cái u nữa mà nó chồng lên luôn á mình sẽ không phân biệt được là hai ha, cho nên thành ra bắt buộc cái núm vú phải lòi ra ngoài ha. Và mình nhớ cho đức quan ha, cái mô tuyến vú đối với mô tuyến dày ha, mô tuyến vú á thì cái hình ảnh đức quan á nó sẽ hiện hình nó là lên nó là màu trắng ha, vì nó bị cản tia lại ha, nó hiện hình màu trắng. Còn mô mỡ nó không có cản tia ha thì nó ra màu đen. Mấy anh chị nào làm đức quan rồi thì thôi mình không giải thích ha, còn mấy anh chị nào mà chưa có làm đức quan mà chỉ làm siêu âm thôi, mình chưa có biết gì về đức quan ha, thì mấy anh chị nhớ dùm ha. Nếu mà mô tuyến vú ha, nếu mà những cái mô tuyến sợi dày á như cái này á, cái màu trắng á là mô tuyến sợi rất là nhiều ha, nó bị cản tia lại ha thì nó ra màu trắng. Còn nếu mà nó mô mỡ thì nó sẽ ra màu đen, do nó cái tia nó đi xuyên qua luôn, được không ạ? Và ở trên này người ta nhận chỉ là dây chằng copper rồi cái ống tuyến, thực ra mấy anh chị coi cũng không có nổi đâu ha. Mình chỉ coi được đầu tiên là mình coi cái núm vú nó có lòi ra hay không ha, nó lòi ra nó tụt vô như thế nào. Và cái hình, cái độ tương phản của cái hình ảnh nó có đủ nhiên không thì người ta quy định. Thứ nhất đối với người trẻ hoặc là người già cũng lớn tuổi cũng vậy ha, ví dụ như ở ngoài đó là đây là ở phía ngoài này là không có cái hình ảnh gì ha, ở phía ngoài này là trên cái bàn ép khi người ta ép xuống các anh chị thì ở phía ngoài đó là không khí bình thường ha, thì nó màu đen thôi hết ha. Và nếu mà mấy anh chị ở đây á mà mấy anh chị thấy nó trắng quá có nghĩa là lượng tia nó chưa có đủ tia ha. Cho nên thành ra bắt buộc và nó cũng có quy định là khi mà chụp cái yếu tố kỹ thuật đó là CMYK, đối với những cái máy mà hồi xưa analog á thì nó yêu cầu là CMYK, nó có quy định từng máy một ha. Còn bây giờ tại vì nó là digital cho nên ra nó chỉnh trên thông số ở trên cái máy vi tính luôn thì nó đỡ hơn tí, thì cái đó tùy thuộc vào mắt của mỗi người đọc. Thì riêng bản thân mình á thì mình đọc vú này á lúc nào mình cũng chỉnh á là mờ hết luôn cái viền của cái bầu vú ở ngoài, mình chỉ coi cái phần mô tuyến ở bên trong thôi. Nhưng mà có một cái đó là theo trường phái của Pháp
Còn cái trường phái của Mỹ á, thì người ta bây giờ á, là người ta luôn luôn cả cái viền vú ở ngoài luôn, người ta coi hết luôn, từ ngoài vô trong người ta coi viền vú rồi ở phía trong luôn. Thì bây giờ nó có hai cái kiểu, tại hồi xưa mình học của mấy ông thầy Pháp qua, cho nên ra mấy thầy chỉ là chỉ coi ở phía trong của cái mô tuyến vú mà không coi cái viền ở ngoài. Nhưng mà rốt cuộc lại một điều á, mình thấy là coi gì coi, miễn sao coi ra kết quả tổn thương là đúng là được rồi ha. Vì chỉ định đầu tiên là kiểm tra hàng loạt ở định kỳ phụ nữ trên 40 tuổi ha, để tầm soát. Nhưng mà cái lứa tuổi này là lứa tuổi theo lý thuyết thôi, nhưng mà thực tế bây giờ cái lứa tuổi ung thư vú này càng lúc nó càng trẻ, rất là trẻ. Và mình làm mình đã gặp cái ca đó là bệnh nhân mới có 20 mấy tuổi, là 27, 28 tuổi, từ Hà Nội bay vô ha, và chị đó bị ung thư đầy hết, ung thư và cái dạng micro canxi là nó đầy hết luôn. Thì bây giờ cái lứa tuổi rất là trẻ ha. Và những bệnh lý ở vú là thứ nhất da dùng vú co kéo, trũng da cam. Thì mấy anh chị cái da cam, mấy anh chị biết trái cam sành không ạ? Trái cam sành mấy anh chị chiều về coi ha, có coi trái cam, cái vỏ trái cam sành ha, nó sần, nó có rổ ha. Thì cái da dùng vú mà bệnh nhân bị ung thư, nghi ngờ ung thư, nó là như vậy ha. Mình nhìn khi bệnh nhân cởi áo ra nhìn vô một cái là cái chỗ cái mảng đó nó sẽ thay đổi cái màu sắc liền. Và đầu vú bị kéo vào eczema ha. Thì chính vì cái đầu vú bị kéo vào á, cho nên thành ra bây giờ cái tụi Mỹ á, nó mới kêu á, là nó kêu coi luôn cái viền của cái đầu vú ở ngoài là gì vậy, để coi nó coi cho nó rõ cái đầu vú có vô hay không á ha. Chứ còn mà Pháp á thì nó che lại luôn cái phần viền vú luôn, nó chỉ có phần mô tuyến thôi là như vậy. Sờ thấy u vú một hoặc hai bên và chảy dịch máu ở đầu vú, chảy dịch đây á, là dịch đây là dịch đỏ hoặc là dịch như là dịch nước kho gạo ha anh chị ha. Nhưng mà chảy này đó là chảy tự nhiên chứ không phải mà chảy mà giống như mấy chị mà tái mái mà đứng rồi bắt đầu tự động nặng rồi kia ha, cho nó chảy ra thì không phải vậy ha, mà chảy này là tự động nó chảy ra và có hạt nấc hoặc thượng đồi. Thì cái hạt nấc này á nó rất là ít, nhưng mà có một ca là bệnh nhân chỉ có hạt nấc thôi, chỉ có hạt nấc duy nhất thôi, không có trên vú là mô mỡ không, chỉ có hạt nấc không, nhưng mà khi mà làm ra đó là bị ung thư ha. Cho nên mấy cái thấy vậy nhưng mà cũng ớ lớn. Và yếu tố di truyền, mẹ hay chị em gia đình có người bị ung thư vú thì cái này mấy anh chị đều biết rồi ha. Và theo dõi định kỳ sơ nang tuyến vú, tiết dịch ở vú. Thì đây là những cái hình ảnh tóm tắt lại ha, cái khối vú nó lồi lên thì mình cho bệnh nhân đi khám liền ha. Da dùng vú bị lõm vô là cho bệnh nhân đi khám ha. Và màu sắc trên da vú nó thay đổi về hình dáng, về núm vú, và cái cuối cùng là núm vú nó tiết dịch ha. Thì những cái này bắt buộc mình phải cho bệnh nhân đi chụp mammo nếu bệnh nhân trên 40 tuổi ha. Mấy anh chị nhớ ha, trên 40 tuổi thì cái chỉ định đầu tiên là khám trước ha, kế đến chỉ định kế là mình cho chụp mammo. Còn nếu mà bệnh nhân dưới 40 tuổi thì khám trước, sau đó làm siêu âm, rồi tùy bác sĩ siêu âm người ta sẽ cho qua mammo ha. Thì đó là cái thường quy ha. Còn nhưng mà nếu mà những có những cái nào mà mình nghi ngờ luôn á thì cái chuyện đó là khác ha. Nhưng mà thường quy bây giờ á, như là cái bên Từ Dũng làm á ha, dưới 40 tuổi khám trước siêu âm, sau đó có gì mới cho qua chụp mammo. Còn trên 40 tuổi thì là khám mammo, sau đó qua làm siêu âm. Tại vì có những chị dưới 40 tuổi cái mô tuyến sợi còn rất là dày ha, thì khi đó mình chụp lên đầu tiên mình sẽ không thấy được hình ảnh gì hết, không thấy được hình ảnh tổn thương. Cái thứ hai, bệnh nhân ăn tia rất là nhiều, cho nên thành ra cái tại sao cái chỉ định nó phải 40 trên 40 hoặc dưới 40. Còn có những chị trên 40 nhưng mà cái ngực của chị, mấy chị còn mô tuyến rất là nhiều luôn, cho nên thành ra bắt buộc cái đó là phải coi tùy một khuôn lâm sàng nữa ha. Nhưng mà chỉ định chung nó là như vậy. Thì giới thiệu với anh chị ha, đây là cái máy chụp mammo. Thì cái máy này nó là analog. Thì bây giờ nó xài hồi xưa là nó xài cái phim thường, phim rửa bằng tay. Thì cái phim đó bây giờ người ta bỏ rồi, người ta xài qua CA. Cái phim này, tấm này là tấm CA. Còn bây giờ thế hệ mới giờ nữa là người ta xài DA. Cái tấm DA là có nghĩa là không có còn cái tấm cassette này nữa. Và trên này người ta tích hợp sẵn luôn
và khi người ta chụp một cái là trên màn hình vi tính nó sẽ hiện hình luôn. Còn đối với cái này á, thì cái tấm này là người ta nhét vô cái kia ở đây, người ta nhét vô đây, người ta chụp sau sau đó người ta lấy cái tấm cassette này, người ta đem ra cái máy đọc, người ta quét lên cái máy đọc ha, thì khi đó nó hiện hình ở trên vi tính. Và còn một cái máy nữa, chỉ ở Việt Nam mình mới hiện tại thì hình như chỉ ở ngoài Hà Nội nó có thôi, là cái máy Tomo Synthetic. Nó giống như CT vậy ha, là cái thế hệ mới lắm, bây giờ nó rất là mắc tiền. Nó sẽ quay, cái đầu đèn nó sẽ quay từ 0 độ nó quay 180 độ luôn, nó cắt y như hình CT luôn. Thì khi đó những cái tổn thương nào mà ở trên này mình chỉ coi được có một mặt phẳng thôi mấy anh chị ha, ở trên này mình chỉ coi có một hình này, mình coi chỉ có một mặt phẳng thôi, mình coi hai chiều, nhưng cái Tomo Synthetic nó sẽ quay, nó cắt ví dụ như một cái ngực bên trái của bệnh nhân FCA xuống ha, nó sẽ quay từ ở trong, nó quay chạy, nó cắt từ lát, nó chạy ra tới ở phía ngoài luôn ha, nó sẽ cắt hết luôn. Và khi đó người bác sĩ người ta sẽ coi y như hình CT vậy ha, coi từ lát một, và người ta sẽ phát hiện những cái tổn thương mới dự chớm. Thì ở Việt Nam mình chỉ mới, hình như mới có ở ngoài Hà Nội có thôi, chứ trong Sài Gòn nghe chưa nghe nói, nghe VMAX nó có mà không thật chưa có thấy ha. Thì đây là cái máy nhũ ảnh. Và mấy anh chị thấy ở phía dưới này nó có hai cái pedal để nó đạp ha. Khi bệnh nhân đứng sát vô thì cái người kỹ thuật viên người ta sẽ đạp cái pedal, và cái cần ép này nó sẽ chạy từ trên, nó sẽ chạy từ từ xuống. Và đây là cái đầu đèn để nó bóng tia xuống ha. Thì mình nói trước là cái phần hình ảnh này thì nó bên sản này nó nói gì đó, như cái HD rồi kia đó, nói nghe nó dễ lắm, nhưng mà khi mà làm thực tế thì mới biết là nó khó hay nó dễ. Thì mấy anh chị mà nữ á, đi qua bên Từ Vũ á, hoặc là qua bên ung bú hình như thì cô không biết có cho làm hay không, nhưng qua bên Từ Vũ thì có hình ngồi ở bển thì mình sẽ cho mấy anh chị làm, mấy chị chứ mấy không phải mấy anh nữa ha, mấy chị làm, mấy anh chỉ được vô coi một lần thôi, không có được vô nhiều, thì mấy chị sẽ được làm nếu mấy chị thích. Và thậm chí nữa mấy chị lớn tuổi, nếu mấy chị mà muốn kiểm tra luôn á thì sẽ cho mấy chị chụp luôn, miễn phí luôn. Thì kỹ thuật chụp ha, là thường chụp là sâu sạch kinh ha, sâu sạch kinh mới chụp, tại vì lý do là đây là tí ít ha, nếu mà mình chụp mà ngay cái thời điểm bệnh nhân rụng trứng hay gì mà bị có thai rồi, cái như chụp cái này 4 lần chụp 2 tấm cc 2 tấm ngô ha, và coi như là lần 4 lần chụp, và như vậy thì bệnh nhân sẽ coi như là phải bỏ thai ha, mình không có chắc chắn được cái thai nó như thế nào, cho nên thành ra bắt buộc phải chụp sâu sạch kinh ha. Và mỗi muốn chụp ít nhất là hai chiều thế, là một cái chiều thế thẳng là CC và một cái chiều thế chết là MMO. Đó là cái quy định của cái MMO thường. Còn đối với những cái MMO mà với những người mà người ta cần coi thêm, những bác sĩ đọc chuyên về vú người ta cần thêm nữa, thì khi đó người ta có những cái chiều thế khác, những chiều thế mà LLM hoặc là Cleopat, hoặc là chụp ở giữa hai cái chân vú ha, ở phía trong cái chân vú này coi ha, để người ta coi những cái tổn thương. Thì thôi mấy anh chị cũng, nếu anh chị thích đó, thì mình sẽ gửi cho mấy anh chị cái tài liệu coi. Còn mà bây giờ mình cái phần này là mình chỉ tầm soát thôi ha, và cái cơ bản nên ra mình chỉ cần biết hai chiều thế CC và MMO. Thì đầu tiên nói về thế CC, thì thứ nhất là bệnh nhân hướng vô mặt bàn chụp ha, và chỉnh độ cao để bàn chụp ngang cái tầm vú ha, và đẩy bệnh nhân hướng ra phía trước, trải vú trên bàn chụp vuốt thẳng ha, nếu có nếp da bị gấp, và đặt bàn ép để cố định vú. Nói thì có mấy câu ha, nhưng khi mấy anh chị thấy khi mà chụp cái CC này á, tương đối nó là còn dễ ha. Đầu tiên ha, cái bàn ép là nó phải ở phía dưới cái bầu vú của bệnh nhân ha, ở phía dưới cái bầu vú của bệnh nhân. Và khi đó người kỹ thuật viên ha, người ta cầm cái bầu vú của bệnh nhân, người ta kéo ra ha, giống y như mà mấy anh chị coi mà cái cảnh tượng mà dắt sữa bò á ha, dắt sữa bò hoặc là ép chuối á ha. Xin lỗi cái này mình nói hơi bình dân, nhưng mà thực tế là như vậy ha, dắt giống như dắt sữa bò hoặc là ép chuối á, thì càng ép chặt bao nhiêu á thì cái lượng tia nó phát xuống cho bệnh nhân ăn ít hơn bấy nhiêu. Tại vì mấy anh chị cứ tưởng tượng ha, ví dụ như 10 cm thì cái lượng tia nó phát xuống bệnh nhân đó là ví dụ như là 20 kV đi ha, 20-10 mát, thì khi bệnh nhân ép xuống còn 10 cm thì nó sẽ cái lượng kV nó cái lại mát nó không còn nhiều nữa ha. Cho nên cái vú mà ép càng chặt bao nhiêu thì bệnh nhân ăn ít tia bấy nhiêu, và cái hình ảnh mình coi nó rõ ràng bấy nhiêu. Nếu mà cái hình ảnh mà mình coi mà nó mờ á thì một là kỹ thuật viên người ta ép không có chặt ha, hai là do người ta chỉnh cái tia, hai người ta chỉnh cái yếu tố không chuẩn ha.
Thì nói lại ha, cái bút kỳ này ha, người ta cái này cái máy này cái máy máy analog, người ta nhét cái cassette vô đây ha, cái bàn ép này để ở phía dưới cái bầu vú của bệnh nhân ha, và cái tay người kỹ thuật viên người ta nắm cái vú của bệnh nhân, người ta kéo ra, kéo thẳng ra ha, đặt cái vú của bệnh nhân lên cái bàn ép, và nó rất khó làm cái chỗ cái núm vú này, các anh chị nhìn thấy để ý ha, mình phải canh làm sao mà cho nó song song với lại cái bàn ép, nó song song với cái bàn ép ha. Vì khi mà nếu mà mình ép mà mình lạm dụng, có nghĩa là khi mình kéo ra mà một thường đó là người ta kéo thẳng ra ha, mình kéo thẳng ra, còn mà nếu mà mình không có quen á, mình cứ kéo vậy ha, mình kéo ở phía trên mình kéo nhiều hơn ha, thì khi đó cái núm vú nó sẽ chồng vô tròn ha. Mình kéo ở phía trên mình lấy nhiều, nhưng mà ở phía dưới mình không có lấy đủ ha, thiếu ha. Cái thứ này là mình lấy ở phía dưới nhiều, ở phía trên mình lấy ít ha, thì cái núm vú nó sẽ chụp lên vô, nhưng mà mình cũng sẽ thiếu cái phần trên. Các anh chị hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Thì nói gì nói vậy thôi, nhưng mà khi mấy anh chị vô làm đi, mấy anh chị sẽ thấy nó khó hay nó dễ. Và kéo á, người ta nắm kéo thẳng ra, kéo càng chặt bao nhiêu, kéo càng căng bao nhiêu ha, và ép càng chặt bao nhiêu thì bệnh nhân sẽ rất là đau, mà nhưng bù lại thì cái chẩn đoán của mình nó chính xác, nó không có bị sai sót ha. Và nhớ một điều nữa là cái đầu của bệnh nhân không có cho bệnh nhân, tại vì khi này lúc này ép á, khi mình kéo ra mình đạp cái pedal ở phía dưới, nãy chỉ anh chị cái pedal, xin lỗi anh chị, mình kéo ha, mình kéo ra, và khi mình đặt cái bầu vú của bệnh nhân lên cái bàn ép ha, và khi đó người kỹ thuật viên người ta sẽ đạp cái pedal, thì cái cần ép này nè, nó sẽ chạy từ từ trên, nó sẽ chạy từ từ xuống và nó ép chặt cái vú bệnh nhân lại. Và nhớ một điều, mình nhớ một điều ha, khi mình vừa đạp vừa giữ cái vú cho đến khi nào mà cái bàn ép này á bắt đầu nó vịn được cái vú của bệnh nhân rồi á, nó giữ được một phần rồi đó, khi đó mình mới rút cái tay ra, là người kỹ thuật viên á, người ta mới rút cái tay ra. Tại vì hầu như cái xu hướng bệnh nhân khi người ta đau, người ta phải cử ra ngược lại ha, người ta giật ra, thì khi đó cái hình ảnh đó nó sẽ thiếu ha. Nếu mình chụp không giữ kỹ thì khi đó cái vú mình chụp sẽ thiếu ha. Và cái nữa, cái đầu của bệnh nhân đó ha, mình phải cho lệch qua một bên, tại vì trên này là cái đường tia nó phát xuống ha. Nếu mà bệnh nhân nhìn thẳng vô á, hoặc là để sát vô đây á, cái lỗ tai của bệnh nhân sẽ chồng lên trên cái hình luôn, trên đường tia nó phát thẳng từ trên phát thẳng xuống ha, nó sẽ chồng lên trên cái hình vú luôn ha. Đó, mấy anh chị thấy ha, cô này cổ đã ép xong ha, cổ dịnh tay bệnh nhân ha, để cho bệnh nhân đừng có phản ứng lại ha, cổ thấy cổ ép đúng rồi ha, cái đầu lật qua bên ha, để né cái đường tia của đường tia đi ha, ép chặt rồi ha, bắt đầu mới thả tay bệnh nhân ra và ra ngoài bấm phát tia. Thì đây là cái mình mô tả lại thôi ha, là ép chặt, và nhớ một điều là mình không có được để chồng da, tại vì da nó sẽ tròn lên, mình ép cái xu hướng mình đạp phải ra đập thẳng xuống bàn ép, cái chiều thế cc đập thẳng xuống dày, thì cái bàn ép nó sẽ trượt trên cái thành lực của mình ha, nó trượt cái da đó và nó xuống, nó sẽ tròn lên nữa, mình bắt buộc mình phải vuốt ra để cho nó không có bị tròn da. Thì đây là cái hình mammo, và đây là cái mammo theo kiểu của Mỹ, đây là nó luôn là thấy cái viền vú, cái viền của bầu vú ở ngoài ha. Thì đánh giá đầu tiên là cái hình phải có tên tuổi bệnh nhân ha, ngày tháng năm sinh ha, có tên tuổi bệnh nhân, và kế nữa là phải có cái bên nào ha, bên phải bên trái ha. Và nhớ một điều nữa là không có chồng da, thì mấy anh chị thấy ở trên hình này, mấy anh chị thấy có một cái chỗ, cái một cái bên nó sẽ bị chồng, hơi bị chồng một chút xíu nè, nó ép không có chuẩn tí xíu, là mấy anh chị thấy ở đâu không ạ? Cái bên trái chỗ này nè ha, nó chút xíu chỗ này là mấy anh chị thấy không ạ? Ha, nó hơi bị chồng một tí, họ ép, họ kéo, không có ra hết ha, họ kéo, họ còn nương ha, nên ra nó hơi bị chồng một chút xíu. Và đầy đủ độ tương phản ha, trắng đen nó đầy đủ rõ ràng, hình ảnh mình thấy được rõ. Kế nữa, cách coi phim, đọc phim, thì người Pháp á, họ đọc phim, đối với phim CC á, thì Pháp Mỹ như nhau, và họ đọc á, là họ che hết lại, họ che hết lại, họ kéo từ trên, họ kéo xuống từ từ ha, và họ so sánh hai bên, đối diện hai bên, coi cái mô tuyến nó như thế nào ha. Đó là đây là cái phim CC, thì khi mà mình che hết lại,
mình nhìn qua hai bên đối diện, khi mà mình che cái phần dưới mình không có nhìn ha, thì mình nhìn cái phần mà mình bỏ ra mình không có che đó ha, thì mình nhìn đối diện hai bên mình coi cái mô tí một bên đậm quên lợt hay là cái gì đó, thì khi đó mình ghi nhận lại cái chỗ đó. Và đối với phim CC thì ở bên phải, ở đây ở phía ngoài là nó tính thêm 9 giờ ha. Khi mình ép cái phim xuống dày bên phải ha, mình ép xuống như vậy ha, ép xuống như vậy thì ở phía này á là 9 giờ, ở trong này nó là 3 giờ. Ngược lại với bên trái ha, mình ép xuống như vậy thì ở phía ngoài là 3 giờ, ở phía trong là 9 giờ. Anh chị hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Ha. Cái giờ thì thực tế cái giờ là nói theo kiểu như siêu âm thôi, chứ ở đối với mâm mô á, đối với trên những ảnh đó thì người ta nói là ngoài trong trên dưới, chứ người ta cái giờ người ta tương đối thôi ha. Còn trên siêu âm mình đó thì mình đặt cái đầu dò ngay vị trí nào thì mình nói cái giờ ngay vị trí đó. Và nhớ một điều nữa là giờ nó tới có 12 giờ ha, chứ nó không chạy lên tới 13 giờ chứ tới 24 giờ đâu anh chị ha. Không phải có người có mấy anh chị rồi, có mấy anh chị cũng lên tới 15 17 giờ kia thôi ha. Thì bên đối với bên phải thì cái này là ở phía ngoài ha, và cái này là ở trong ha. Bên trái thì ngược lại, ở phía đây là ở ngoài và ở đây là ở trong. Thì nếu nói giờ ha thì ở phía ngoài của bên phải là 9 giờ ha, ở phía trong là 3 giờ, ngược lại ở bên trái ở ngoài là 3 giờ, ở trong là 9 giờ. Được ha. Có gì thắc mắc không ạ? Đi luôn ha. Rồi tới tử thi chết MMO thì cũng như vậy ha, bệnh nhân kỹ thuật viên đứng sau bệnh nhân rồi chỉnh bờ bằng chụp đồ kia ha, nghiêng bệnh nhân thì nó có nhiều cái nghiêng, nó nghiêng có chỗ thì người ta nghiêng 45, có chỗ người ta nghiêng 60 ha. Nhưng mà thường là 45 độ ha, tại vì lý do 45 độ nó sẽ lấy được luôn cái họng nách luôn ha, lấy đầy đủ cái họng nách luôn thì khi đó nó coi nó rõ ràng hơn ha. Còn 60 thì khi đó mấy anh chị nghiêng cái góc quyền, mấy anh chị vô mấy anh chị sẽ thấy cái hình nó sẽ không có rõ, cái họng nách nó không có nhiều nữa, mà cái họng nách nó rất là khó coi. Thì đa phần là người ta nghiêng 45 độ và nên tay bệnh nhân để trên gờ bàn chụp ha, và nắm toàn bộ vú thì cũng y như CC thôi ha, và vừa ép vừa vuốt. Và nói thật là cái phim CC hồi nãy á, chụp rất là dễ, nếu mà mình để ý một chút xíu thì chụp rất là dễ, nhưng ngược lại cái phim MMO á, chụp rất là khó. MMO chụp rất là khó chịu, đầu tiên là cái kỹ thuật chụp rất khó, cái thứ nhì mà bệnh nhân, đây là những người bệnh nhân lớn tuổi ha, từ 40 tuổi trở lên là bắt đầu là tiền mãn kinh rồi ha, thì người ta bắt đầu khó chịu. Và mình chụp lần thứ nhất thì bệnh nhân chưa có phản ứng, nhưng mà qua tới lần thứ nhì là bắt đầu bệnh nhân là khó chịu rồi, và qua lần thứ ba kể như là cái người chụp là nghe chửi không. Cho nên mình ra đối với mình mà ở bên bệnh viện đó thì mình nói mấy anh, nói mấy chị ha, làm để cố gắng một lần là một, chứ nếu mà để lần thứ hai là mấy chị tự nghe chửi chứ mình không có nghe. Thì ha, cái bàn ép ha, để ngang cái bầu vú của bệnh nhân ha, và để góc 45 hoặc là 60 độ ha. Thì mình muốn để cho lấy cho đầy đủ hết á, trước khi mình ép cái vú của bệnh nhân á, mình thử phát tia, thì mình thử đạp cái pedal. Khi mà mấy anh chị chưa có bệnh nhân chưa, mình chưa đặt cái vú bệnh nhân lên, mình phát cái pedal, mình phát đặt cái pedal nó phát tia á, thì khi đó mình coi cái đầu đèn nó có chiếu phát ra hết cái bút kia này hay không ha. Nếu mà nó phát hết á thì ok, mình để mình canh cái vú bệnh nhân sao cho nó vừa. Còn nếu mà có những cái máy á, nó chỉ có phát nó còn bị giới hạn một chút xíu, nó khoảng 1 cm, nó chừa dương 1 cm á, nó không có phát hết phủ hết cái bàn này, thì mình bắt buộc mình phải canh cái vú của bệnh nhân sao mà cho nó trong cái tầm mà của cái đèn nó phát thôi ha. Chứ nếu mà mình ép sát quá ở phía dưới này luôn á, mình ép sát quá đây á, mình sẽ bị hụt ha, cái tổn thương mình sẽ bị hụt. Các chị hiểu không ạ? Được không ạ? Và khi bệnh nhân mình ép cái MMO này ha, mình đặt cái bầu vú của bệnh nhân lên cái bàn ép ha, cái tay bệnh nhân, cái tay người ta ép ở bên tay trái này ha, thì người ta để cái tay bệnh nhân lên cái máy chụp ha. Và cái người kỹ thuật viên, người ta đặt cái ngón tay vô giữa cái bầu vú của bệnh nhân, lý do để chặn một cái vú còn lại nó sẽ đổ vô, mấy anh chị hiểu không ạ? Nó sẽ đổ vô cái bên kia ha, cái bên ép ha, để chặn cái vú này lại, nó không cho nó đổ vô ha. Và khi đó người kỹ thuật viên người ta ấy đặt đúng chiều thế rồi ha, người ta đặt pedal, thì cái pedal bắt đầu nó từ từ nó ép xuống, và khi đó người ta mới rút cái bàn tay ra ha.
Cái kỹ thuật nói thì rất là dễ, nói nhẹ nhàng lắm ha. Đó, hồi nãy nói với anh chị ha, mấy anh chị thấy đây là cái bầu vú, cái vú người ta dễ mà ha. Thì khi mấy anh chị đặt lúc mà cái phim CC á, mấy anh chị để cái nút vú cho nó song song là mấy anh chị thấy được. Ở trên này mấy anh chị thấy nó song 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 với lại cái này đó thì là cái hình đó nó là đạt được. Và đây là cái hình người ta mô tả lại thôi ha. Thì cái bàn ép này trên vũ ảnh thì nó ngoài cái công dụng là nó chụp về kiểm tra tổn thương vú, nó còn có một cái công dụng nữa là nó định vị cho bác sĩ mổ đi theo cái con đường của bác sĩ vũ ảnh đọc, để làm cái con đường đi theo cái đường dây mà của bác sĩ đọc vũ ảnh đó, và định vị để cho giống như là người chỉ điểm ha. Bác sĩ đọc vũ ảnh là người chỉ điểm cho bác sĩ lâm sàng để người ta mổ theo cái đường đó. Thì khi đó người ta sẽ thay cái bàn ép này bằng một cái bàn ép, và trên bàn ép đó người ta có tọa độ A, B, C, D, E và 1, 2, 3, 4 để người ta định tọa độ, và người ta coi cái tổn thương ngay chỗ nào và người ta chụp ngay chỗ đó và người ta ốp. Cái này á, khi mình vừa chụp phát tê một cái thì bàn ép tự động nó sẽ bung lên, cái bàn ép tự động nó sẽ bung lên. Nhưng khi mà mình thay cái bàn ép kia đó mà mình chuyển vào chế độ ốp thì nó sẽ không bung bàn ép nữa, và mình cho bệnh nhân đứng ở đó luôn ha. Khi nào mình làm xong thủ thuật thì mình mới cho ra ha. Thì lát nữa có cái hình. Thì đây là cái hình em ô. Thì cũng như vậy ha, cũng đầy đủ tên tuổi bệnh nhân và chú thích rõ ràng bên phải bên trái ha, chất phải chất trái như thế nào. Và cái độ tương phản nó cũng phải đầy đủ. Thì đối với MMO bên phải thì người ta ở phía trên là 12 giờ, ở phía dưới là 6 giờ ha. Thì cái MMO bên phải trái nó như nhau, trên 12 dưới 6 giờ hết. Thì hồi nãy cái CC ở bên phải thì ở phía ngoài là mấy anh chị nhớ mấy giờ không ạ? 9 giờ, ở trong là 3 giờ, đúng không ạ? Bây giờ kết hợp lại một cái tổn thương mà nó nằm ở vị trí cái đọc phim này trước đi ha. Cái đọc phim này thì đó có hai trường phái. Hồi nãy cái CC á, thì nói anh chị phát mỹ như nhau ha, thì người ta chỉ che lại, người ta kéo thẳng xuống ha. Còn nói với MNO thì nó có hai cái trường phái đọc của Mỹ á, thì nó che lại, cũng che lại hết ha, và kéo từ trên kéo xuống ra, nó nhìn hai bên đi như cái CC. Nhưng đối với Pháp á thì nó che hình chữ V ha. Pháp nó che hình chữ V, nó kéo từ từ hai bên hình chữ V ha, kéo từ từ hai bên và nó nhìn hai bên được không ạ ha. Thì Pháp nó làm theo cái hình chữ V, nhưng mà Mỹ thì nó che lại hết ha, thì nó nhìn hai bên và nó coi có hạch đầu kia hay không ha, thì nó ghi nhận hết. Và nhớ một điều nữa, cái trên cái phim MMO này cái nấm vú cũng bắt buộc phải lòi ra ngoài ha, mình không được để cái nấm vú thuộc vô ở trên trồng lên trên cái hình ha mấy anh chị. Rồi cái hình này một cái tổn thương bắt buộc mình phải thấy được trên hai mặt phẳng, chứ một mặt phẳng mình không thể nói được ha. Cho nên thành ra mình nãy cái phim CC là mình chỉ nói ngoài trong, phim MMO là trên dưới, đúng không ạ? Thì bây giờ mình kết hai cái phim lại thì mình sẽ định khu của nó là vị trí ở cung nào, một cung tư nào, được không ạ? Ha, một phim thì mình nói là ngoài trong trên dưới, nhưng mà hai phim mình kết lại thì mình phải sẽ nói là cái cung nào ở một cung tư nào. Thì đối với cái bên phải ha, thì ở đây là một cung tư trên ngoài, một cung tư trên trong, một cung tư dưới trong và một cung tư dưới ngoài ha. Thì ứng với giờ của nó nó chạy từ 9 giờ đến 12 giờ. Thì mình chỉ nói là tương đối giờ thôi. Ví dụ mình mô tả cái tổn thương đó, ví dụ như mình nói cái tổn thương đó ở một phần tư trên ngoài dưới bên phải, một phần tư trên ngoài, nhưng mà nếu ai hỏi giờ mình thì mình ước chừng cái khoảng giờ, hoặc là 10 giờ hoặc 11 giờ. Nó sẽ không chính xác bằng ở bên siêu âm. Anh chị hiểu không ạ? Ha. Thì ngược lại bên trái cũng vậy ha. Cái này là một phần tư trên ngoài, trên trong và dưới ngoài. Thì cái giờ nó ngược lại ha, mấy anh chị nhớ dùm mình nãy nói rồi ha, từ 1 giờ đến 12 giờ, không có chạy qua tới 13 giờ đâu ha. Thì bây giờ ví dụ có một cái tổn thương
mà nó nằm ở đây thì mấy anh chị mô tả nó nằm ở vị trí ở nào ạ? Một phần tư, dạ một phần tư dưới trong ha, một phần tư dưới trong dưới bên phải ha. Cái này là tóm tắt lại thôi ha, cái này là bên cái phim CC ở ngoài là 9 giờ, ở trong là 3 giờ ha. Cái này em ăn ô trên 12 giờ dưới 6 giờ, và cái này bên trái ha, trên 12 dưới 6, này là ở ngoài 3 trong 9 ha. Được không ạ? Có gì thắc mắc không mấy anh chị? Có gì hỏi không ạ? Ngừng chút xíu cho mấy anh chị hỏi á. Ví dụ mình đọc cái bên của bên trái á, dụ 6 giờ mặt nách thì gì mình đọc phía dưới xíu xíu 6 giờ. Sao vậy? Ví dụ có mặt nách này kia là của bên trái á. Bên trái hả? Hạch nách mình sao? Hạch nách đâu? Hạch nè, hạch nó nằm trên này nè chị. Cái phim này hạch nè. Mình sẽ đọc ở dưới là 6 giờ. Mình đọc là trên hai phim chứ không có trên một phim đọc được. Dạ, một cái tổn thương không thể nào nó trên một phim. Một cái cục u nó không thể nào nó hiện hình trên một phim được hết. Bắt buộc nó phải trên hai phim. Một phim là đọc được khác. Còn mà đã đọc ra u tổn thương gì rồi đó là bắt buộc phải trên CC và MRO phải có đầy đủ hết. Chính vì lẽ đó cái người kỹ thuật viên họ chụp rất là quan trọng ha. Trên phim CC mấy anh chị thấy tổn thương nhưng MRO có thể họ chụp mất tiêu tụt luôn, vì mấy anh chị bắt buộc phải đòi người ta phải chụp lại cho mình được. Nếu mà họ không chụp thì mình bắt buộc mình phải vô mình chụp ha. Bởi chính vì lẽ đó nên ra mấy anh chị nữ á, thì mấy chị nữ thì nên đi chụp, còn mấy anh nam á, thì chỉ cho cao lắm là được một lần chụp thôi chứ không được nhiều mất công rồi chụp nó nhiều thứ ha. Và nó có những cái nữa, nó chụp có những cái đặc biệt nữa là chụp như bản thân mình sư chụp đó là có chụp chụp cho sếp lớn á, là chụp còn phải lăn vú nữa ha. Là khi mình ép cái cc á, ép bình thường ép xong là đạp cái đâm là nó bắt tia thôi ha, nhưng khi mình đó mình ép xong rồi mình còn phải lăn cái vú bệnh nhân để chạy cái vú bệnh nhân để mà mình lấy ra cái tổn thương nữa, thì nó có nhiều cái kỹ thuật lắm. Nhưng mà cái kỹ thuật hai cái thế CC và MNO này đó là hai cái thế cơ bản nhất bắt buộc mình phải biết. Còn cái đọc cái tổn thương thì bắt buộc trên hai hình chứ một hình mình không thể đọc đó là tổn thương u được ha. Và có những cái vi phôi, có những cái tổn thương vi phôi hóa trên CC mấy anh chị thấy rõ lắm. Trên CC ví dụ như vi phôi hóa mấy anh chị CC ở đây mấy anh chị sẽ thấy được ha. Ở trên ví dụ như đây bên trái đi ha, ở phía ngoài mấy anh chị ở chỗ đây có thấy, mấy anh chị sẽ thấy một hai hạt vi phôi ở đây, nhưng mà khi qua MNO họ chụp họ không có làm kỹ, mấy anh chị sẽ không bị mất tiêu, thì khi đó bắt buộc mình phải đòi chụp lại bắt buộc luôn. Và người ta so cái vú của bệnh nhân, người ta coi cái vú của bệnh nhân nó đúng hay không là tương đối, người ta đo từ cái núm vú vô đây là cái vú bên phải nè ha, cái đường này là cái vú bên phải, và người ta đo so với cái bên trái, người ta đo cùng trên một phim coi nó có tương đối hay không là một ha. Cái thứ gì nữa, cái hồi nãy giờ mấy anh chị không có hỏi cái phim MNO này, cái này là ở trên là tính ở như thế nào ha, cái đường trên là nó tính như thế nào, thì nó trên nó tính đó là từ núm vú nè, nó vẽ vuông góc lên trên đây là cái gì ạ? Cơ ngực ha. Dạ, nó vẽ vuông góc vô đây ha, thì ở đây là phía trên và ở đây phía dưới ha. Còn phía ngoài trong cũng vậy ha, phía ngoài trong á thì đây từ núm vú vẽ thẳng góc vô, vẽ thẳng góc vô đây cái mép của cái vú bên phải ha, thì ở đây là phía ngoài và ở đây là phía trong ha, được không ạ? Dạ, sao chị? Sao? Chụp nguyên cái nói bây giờ mình không biết cái vùng nách nó nằm không hiểu cái chỗ 12 giờ 6 giờ chỗ bên trái. 12 giờ, cái là ở phía trên thôi chị. Trên. Cái này cái ép nè, cái thấy chết ở vậy nè. Ha, cái thấy chết ép vậy nè ha. Cái thấy chết nè. Cái thấy chết nè, cái thấy thẳng là ép vậy nè, cái thấy chết ép vậy nè, cái tay bình dân để lên cái máy vậy nè. Ha. Còn bên trái thì bên trái nè, bên trái để vậy nè. Ha. Thì ở đây phía trên mà cái hõm nách ở trên này nè, cái hõm nách trên này nè 12 giờ. Nếu mà trong phim MMO á thì cái này là 12 giờ, cái này là 6 giờ. Còn đối với cái phim siêu âm thôi, cái này có khác.
Tầm 12 giờ thì nằm bên đây chứ nằm bộ của bên đây. Chồng mà. Cái này là cái trên một hình mà vậy. Chồng mà. Cái này trên một hình mà. Chứ không có chi á. Này trên một hình mà. Chỉ xác định tại vị trí thôi chứ không có chi giờ. Cái này là trên một hình mà chị. Trên mà còn khi nào mà chị gộp lại hai hình chị có hai hình khác mà. Nãy nó rồi mà. Trên cái này cái tiêu chuẩn mà một cái phim chuẩn á. Dạ. CC hoặc là Nano. Dạ. Dạ. Chuẩn thì người ta căn cứ vào cái bờ của cơn lực lớn. Mà nãy giờ cơ ngực lớn thật ra có nhiều người đó, cái cơ ngực lớn người ta đâu có nhiều đâu anh. Có nhiều người ta cơ ngực lớn người ta không có nhiều, có chút xíu à. Người ta có chút xíu à. Trên vũ ảnh này á, có nhiều người họ có cơ ngực nó có chút xíu à. Nên ra đâu có thể nào cầm theo cái cơ ngực đó được. Và người ta chỉ đo tương đối cái vú á. Là người ta đo cái vú bên trái và cái vú bên phải coi nó đều hay không ha. Và coi chân CC và MNO coi hai bên nó tương đồng hay không. Ví dụ một bên 10cm, một bên 8-9cm thì là tương đối. Chứ mà một bên 10cm và một bên có 3-4cm thì phải coi lại chụp thiếu hoặc là cái ngực bệnh nhân có vấn đề ha. Thì khi anh đi lâm sàng đi rồi anh sẽ thấy ủa anh bên 4 mà, đúng không ạ? Anh sẽ thấy có những bệnh nhân cái cơ ngực người ta rất là khó, không có luôn, cái xỉu à, cái tẹo à, không có nhiều ha. Người ta không có cái căng hay cái cơ ngực làm được. Và bắt buộc người ta phải lấy được á, là lấy luôn coi được cái hõm nách ha. Thì khi đó có những cái hạt nách gì ở trong đó người ta coi á, mình nó ghi nhận được ha. Rồi ngoài cái vụ chuyện hồi nãy là nãy giờ là mình chỉ coi cái tổn thương, thì cái mâm mô này nó khi nó thay cái phần ép nó sẽ coi phóng đại cực trúng ha. Một cái tổn thương mình không có rõ trên cái hình bình thường, mình chụp ra một cái hình bình thường mình không có rõ ha, mình muốn khu trú lại một cái chỗ nào đó, thì khi đó họ sẽ thay cái bàn ép. Cái hồi nãy là nãy cái bàn đó nó bự, mấy anh chị nhớ không ạ ha. Bây giờ nó chỉ như là một cái kiếm lít vậy đó ha. Và nó để cái hộp này lên, ở dưới cũng để cái cassette ở dưới này và cái hộp đây để nó phóng đại cái hình lên ha. Cái tổn thương ngay cái chỗ đó, khi người bác sĩ đọc cái memo á, người ta đọc cái CC, ví dụ như người ta đọc CC đó là ở vị trí là ngoài bên, cái này là ngoài bên trái ha. Người ta đọc cái vị trí ở ngoài bên trái, bây giờ người ta muốn phóng đại trên CC ở phía ngoài ngay cái chỗ nào đó, thì khi đó họ sẽ thay cái cần này ha. Họ thay bằng cái cần này và họ sẽ chụp khu trú ngay chỗ đó, sẽ phóng đại lên, phóng bự ra ngay cái chỗ đó để coi cái mô tuyến nó như thế nào thôi, còn những cái chỗ khác sẽ không thấy ha. Một cái nữa là hồi nãy nói với anh chị ha, nó để định vị cái tổn thương để bắt buộc bác sĩ phẫu thuật là phải đi theo cái con đường của người đọc nhiếp ảnh. Thì đây là cái kim để định vị mâm mô. Thì hồi người ta thay cái bàn ép bình thường đó bằng cái bàn nó có đánh dấu ha, ABCDE ha, và 1, 2, 3, 4 như vậy. Và khi đó người ta thay cái bàn ép này và người ta đạp pedal ép xong ha, người ta đạp pedal thì người ta không có cho bung cái pedal lên nữa và pedal nó sẽ đứng yên tại chỗ luôn ha. Nó coi như là bệnh nhân bắt buộc phải đứng yên luôn. Ví dụ như bây giờ mình coi trên một cái tổn thương, một cái tổn thương vú ở 1/4 trên trong vú bên trái ha. Nhưng mà mình nhìn trên cái phim, đối với cái phim CC người, cái này là bắt buộc cái người đọc vũ ảnh người ta phải tính đường, tính cái đường đi nó như thế nào gọi là nó tiện ha. Ví dụ như mình đọc trên cái phim CC và mình thấy cái con đường đi vô và cái khổng đường vô cái cây kia vô cái đường giao mà nó ngắn hơn cái phim NO á, thì khi đó mình sẽ làm định vị vào trên phim CC và mình ép trên phim CC và mình off luôn, có nghĩa là mình không cho cái bàn ép nó bung lên nữa và mình off ngay chỗ đó luôn. Và CC khi đó bệnh nhân ép ngay đây là bệnh nhân phải ngồi đứng yên ra như vậy luôn, chờ cho tới khi nào mà mình làm xong thủ thuật thì mình mới xả off ra, anh chị đúng không ạ? Thì khi đó người đọc vũ ảnh người ta bắt buộc người ta phải tính cái phim, cái tổn thương đó đi trên cái phim CC nó ngắn hơn là phim NO, hoặc là phim NO nó ngắn hơn phim CC, thì khi đó người đọc nhũ người ta sẽ tính cái đường đó và người ta sẽ làm trên cái phim nào. Ví dụ như ở đây người ta làm, mấy anh chị thấy cái tổn thương nó nằm sâu như vậy, sẽ nằm sâu như vậy, xin lỗi, nó nằm sâu như vậy, nhưng mà người ta ép bằng CC người ta ép được ha, người ta ép CC người ta ép được,
cho nên thành ra người ta ép bằng cc và người ta ốp luôn, có nghĩa là cái bàn này nó không có bung ra. Và khi người bác sĩ đậu tủ là lúc này làm đúng không, thì họ sẽ đâm cái kim đâm thẳng góc xuống ngay cái tổn thương này ha. Cái tổn thương này đây, mình đâm thẳng góc xuống, khi đó mình đâm thẳng góc xuống thì là chỉ mới có một mặt phẳng thôi ha. Lúc đó mình đâm xong thì lúc chắc chắn một điều 100% là lúc nào mình cũng sẽ thấy cái tổn thương, khi chụp cái hình lên cái tổn thương nó sẽ nằm ngay cái đầu mũi kim, nó sẽ đâm ngay cái tổn thương này đó. Khi đó mình mới bung cái bàn ép ra và mình chụp qua cái thế còn lại, đối với trường hợp này là cái thế em ngô, thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ bị sai lệch. Thì lúc đó cái cây kim đó là nó ở trong, ở bên từ vũ mình đó, thì là cây kim ở trong mình có luồng cộng dây đàn băng đô guitar, mà dây đàn số 1 á, mấy anh chị biết cái dây, rồi dây thép mà nó không tăng á, thì mình luồn ở trong và mình bẻ lại cái đầu dây đàn, cộng dây đàn như vậy á, mình bẻ lại một cái đầu như vậy và mình luồn nó vô trong cho nó nằm ở trong cái cây kim hồi nãy ha. Thì khi mà mình đâm vô á thì nó chỉ có một cái đường của kim nó đi vô thôi, và khi mà nếu mà mình thấy tọa độ nó đúng hết rồi và ép qua cái cc thì ép được rồi, nhưng khi buông qua MMO á, bắt buộc mình phải lái, có nghĩa là mấy anh chị phải lái cái kim sao mà cho nó vô đúng cái tổn thương, tại vì trên một mặt phẳng thì mấy anh chị thấy được rồi, nhưng mà qua mặt phẳng còn lại chắc chắn nó sẽ sai lệch ha. Thì mình lái cái tổn thương nó vô, cái cây kim vô đúng tổn thương, sau đó mới bắt đầu rút cái cây kim ra, nhưng một tay thì rút cây kim nhưng cái tay còn lại người ta sẽ giữ cái cọng dây đàn đó ha, rút cái kim ra và một tay còn lại giữ cọng dây đàn. Thì khi mà rút ra thì lúc đó cái đầu dây này, cái đầu của cái cọng dây đàn này nó sẽ bung ra và nó ghim vô tập của bệnh nhân, thì nó sẽ cố định cái tổn thương ngay chỗ tổng, nó cố định cái cọng dây đàn ngay cái chỗ tổn thương đó. Thì là đối với tôi từ vũ là tụi mình làm như vậy là nó rẻ tiền, bệnh nhân có tốn có cây kim với lại cọng dây đàn đó, không có dư tiền hết. Nhưng mà bây giờ ở bên Ung Phú và bên Hùng Vương thì người ta có cái kim định vị riêng, cái kim đó hình như là mấy trăm đến cả triệu lận, thì cái kim đó nó cũng tự như vậy thì nó mắc hơn. Nhưng mà khi mà rút ra và mình phải cố định, có những cái là có những trường hợp là bệnh nhân, khi mà bệnh nhân người ta hít thở mạnh á, thì nếu mà cái đầu cộng dây đàn á mà mình không có để dài á, nó sẽ chạy ha, nó sẽ chạy và lúc đó nó sẽ đâm, nó sẽ xuyên cái đầu nó nhọn lắm anh chị ha. Mình mặc dù mình gặp lại rồi ha, nhưng mà nó đâm dữ dội lắm. Và ở bên Tùy Vũ có một cái trường hợp là mình thả cái cộng dây nó dài 20 cm, 20-25 cm nữa, mình khi mình đâm vô rồi ha, mình thả dây ở ngoài rồi mình băng ép cọng dây nó nằm nó lòi ra ngoài một khúc ha, mà mình băng ép lại, mình lòi cọng dây ra ngoài mình băng ép lại rồi, nhưng mà khi lên bàn mổ á, mấy chị không có quen á, mấy chị sởn luôn cái cọng dây luôn, sởn sát cọng dây luôn. Và đợt đó lúc đó cô Phượng còn phải lên coi như là chụp liên tục ở trên bệnh nhân á, để kiếm cho bằng được, mà cọng dây nó chạy tí xíu nữa là chừng khoảng 10-15 phút, nghĩ là chừng khoảng 10-15 phút nữa là cái cọng dây nó sẽ đâm vô phổi kia đó. Thì cái này rất là nguy hiểm, nhưng mà nó có cái hay cái là nó cái làm cái này là mình bắt buộc phẫu thuật viên phải đi theo con đường của mình, anh chị hiểu không ạ? Mình chọn cái con đường cho phẫu thuật viên đi, chính vì lẽ đó mình phải tính cho làm sao mà cái con đường nào ngắn nhất, để khi mà người phẫu thuật viên người ta mổ cái ngực của bệnh nhân nó không có mấy nhầy. Chứ nếu mà mổ mà mình làm cái con đường dài quá, khi phẫu thuật viên người ta vô làm cái ngực của bệnh nhân nó mấy nhầy thì tội nghiệp phụ nữ lắm ha, nó khi mà nó ra nó nhìn sẹo ghê lắm. Chờ tới đây mấy anh chị có hỏi gì không ạ? Dạ, chưa đâu. Chưa phải. Nhưng mà chân này có cái tổn thương nè, đó nó nghe cái mũi tên đó. Cái mũi tên đó, cái tổn thương nè. Người ta định vị cái tổn thương này nè. Siêu âm không có làm được. Siêu âm không có thể nào mà làm tới đây, siêu được tới đây. Chỉ có màn hồ nó mới làm được cái này. Siêu âm nó cũng làm những vị cũng y như vậy luôn, nhưng mà siêu âm làm những cái tổn thương mà nó gần thôi. Siêu âm làm cũng y như vậy. Nếu mấy anh chị ở dưới mà mấy anh chị có làm về tham mô á, mà làm về siêu âm á, thì nó cũng y như vậy. Nhưng mà có một điều á, là siêu âm là mấy anh chị phải mấy anh chị biết cái đầu đùi cũng đi xuống không ạ?
cái súng cho mấy cái súng bắn á, có độ lùi hình vuông ha. Thì mình làm á là bác sĩ siêu âm á, người ta cầm đầu dò, ví dụ như cái tổn thương là 1/4 inch ha, bác sĩ siêu âm cầm đầu dò vậy, nó để đầu dò vô đây. Thì khi đó mình lấy một cái cây kẹp giấy, nói chung là cây gì cũng được ha, để cho nó cản lại ha. Thì mình đặt vuông góc với đầu dò ha, đặt vuông góc với cái đầu dò đó, và mình đâm cây kim thẳng góc vô, đâm thẳng góc vô ngay cái tổn thương đó, là trên siêu âm đó nha, trên siêu âm á ha. Còn trên X quang thì nãy giờ nói mấy anh chị rồi ha, còn trên siêu âm mấy anh chị làm á là cái đầu dò mấy anh chị để vô tổn thương ha, mấy anh chị để vô tổn thương và một cái cây kẽm gì đó mấy anh chị đặt vuông góc với cái đầu dò để làm thành cái đầu ruồi, và mấy anh chị đâm cái kim định vị đâm thẳng vô ha, thì khi đó mấy anh chị sẽ vô được cái tổn thương. Và cũng như vậy, khi mình đâm vô rồi bắt buộc thì bác sĩ siêu âm người ta phải coi lại, dò lại để coi có đúng vô tổn thương hay chưa. Thì mình làm ở bển thì mình làm vừa X quang vừa siêu âm luôn cái định vị này, rồi đó mình làm không ha. Cho nên mình ra mấy cái này là mình phải tính đường đi cho bác sĩ. Và khi mình đã thả dây vô trong đó, là đối với siêu âm thì còn dễ, là siêu âm thì nó gần rồi ha, còn là nhũ ảnh này á, tại vì nó phải tính là cái đường nào ngắn nhất để cho bác sĩ vô, cho nó đừng có bấy ngực của bệnh nhân lại vậy. Giờ mấy anh chị có hỏi gì không ạ? Cái nhũ ảnh này có phát hiện được áp xe không ạ? Dạ có, nhưng mà nó không có rõ rồi. Trên siêu âm thì anh trả lời quá rõ rồi, trên siêu âm thì rõ rồi. Còn nhũ ảnh thì nó mình chỉ thấy một cái khối bự, cho em hỏi chút xíu về cái nãy thì nói kỹ thuật mình định vị đó, như vậy thì cái cọng dây đàn, như vậy lúc này thì cọng dây đàn nó sẽ nằm trong cái nhu mô tuyến vú. Vậy lúc này cái bên phẫu thuật viên họ sẽ căn cứ vào cọng dây, cái hướng đi cọng dây để mà nó đi, nó sẽ đi theo cái đường dây mình luôn. Ví dụ như giờ đâm thẳng vô dây đúng không, đâm nó nằm vô dây đúng không? Dạ đúng rồi ha. Thì người phẫu thuật viên cái cọng dây đầu dây mình lòi ra vậy đúng không ạ? Thì nó sẽ đập nó lừa theo cái cọng dây, nó đi theo cái cọng dây mình dẫn đó. Bởi vậy cho nên thành ra bắt buộc mình phải tính cái đường ngắn nhất, mình phải tính cái đường ngắn cho bệnh nhân là vậy. Chứ nếu mà mình để cái đường dài thì có nghiệp bệnh nhân quấy nhảy cái ngực của họ. Dạ dạ. Cái đó thường nó có theo tiêu chuẩn là nó phải đi vuông góc, đi theo cái nhung cái phần của các cái tùy của tuyến vú, hay là mình đi hướng nào cũng được. Không, cái đó họ đặt, họ đi theo cái đường của họ, không đặt cái phần họ không có đặt, mình không có làm. Mình cũng muốn làm cái này nó mà chưa đấy, tại không. Vì ví dụ như mình đi như vậy thì giả sử mình đi xuyên qua theo cái hướng mà nó không có theo cái hướng của cái vú hình đang hoa, nhưng mình có thể cắt hay cắt hồi nó đi đứt hết trơn. Nhưng mà cái đó là phẫu thuật viên họ đi, mình không có làm cái đó. Mình chỉ biết trên hình ảnh và mình lên để mình đợt đó là mình lên để kiếm dây cho họ thôi. Kiếm dây thì đứt dây thì mình lên bắt buộc mình phải lên cầm, lúc đó thời đó là cái cassette, là cassette thường chụp thường chứ không phải chụp CIA, chụp thường đó là chụp rửa đó. À, chụp xuống rửa đó, cầm hơi làm chụp cái cassette 30-40 á, 30-40 nên chỉ biết cái cassette 30-40 nó nặng vừa gì cái mà chụp cầm thêm một chục cái, cứ chụp xuống cái kêu cái quyển xuống nữa, mình đứng trên này mình coi, tại vì mổ lúc đó là mổ cổ trường ra thành rộng ra luôn mà nhìn thấy đẹp vậy chứ, nói xin lỗi thằng con mấy chị nhìn thấy gì đẹp vậy chứ, cái hồi khi mà banh ra nhìn thấy ớn luôn á, banh ngực ra rồi xong rồi mổ ở trong nhìn thấy có mặt luôn á, rồi bắt đầu nó mò vô đó, cứ kẹt đen đi vô cho tới là được luôn. Thì chụp cái đó xong rồi mới đem xuống à, coi là cái hình cuối cùng đó là mới thấy là sắp sửa vô đụng cái đầu dây rồi, bắt đầu mò kéo dây, còn dây nó ra luôn. Mấy chị có hỏi gì mà vú á, thì mấy anh chị mà mấy anh chị có hay không có bài siêu âm vú mà, có siêu âm vú mà, thì cái đó mình kết với cái này á, thì mấy anh chị coi nó dễ hơn. Còn mà mình mới thì cái vú này khó chịu lắm, đó là một sống một chết, nó cũng là vinh hạnh và một cái niềm đau khổ. Không thiệt, đọc cái này rất là khó chịu, đọc mới đọc nó sai sót nhiều lắm. Và nhất là những cái V-boy, nhất là những cái V-boy hóa nó sai sót rất là nhiều. Mình đọc từ 2004, 2003 đọc rồi chứ, nhưng mà chính thức về từ Vũ đọc là tháng 9, 2004. Tháng 9, 2004 đến tháng 10, 2013. Tháng 10, 2013 mình nghỉ ở bển, nhưng mà vẫn còn đọc ở bển. Nhưng mà nghĩ là nghĩ biên chế bển thôi, chứ vẫn có đọc ở bển, vẫn làm ở bển, nghĩ biên chế bển thôi. Thì thật sự mà nói lúc đầu mình đọc cũng sai nhiều lắm, nhưng mà
Tại vì lúc đầu á là nhờ được cái thời đó cô Phượng mà đọc bằng phim thường nữa chứ không phải phim như bây giờ như vậy nữa. Phim thường nó ảnh hưởng rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là tiền, cái thứ nhì là thuốc rửa. Nếu mà tiền yếu là hình trắng, thuốc rửa yếu hình trắng, tá lả thông tin hết. Mà đọc mà cô Phượng là cô thời cô làm giám đốc đó là cứ một năm cô làm 1.000 ca tầm soát cho phụ nữ. Thì lúc đó đọc mà xui cái cứ lần nào mà tới lần cô làm tầm soát à, hầu như là cái tháng đó mình vô mình đọc không à. Mà nhờ vậy đọc xong rồi riết ra cái hỏi cái ngày đó mà đọc bao nhiêu ca, nó giờ cũng không biết, như vậy mình vốn riết quải quá không biết cái gì. Rồi bây giờ mình nói qua BRAC ha. Thì BRAC nó có thuật ngữ để chuẩn hóa, nó dành cho tất cả hữu ảnh, siêu âm, MRI. Và cái cuối cùng là để nó cho cái người bác sĩ mà làm lâm sàng ha, người ta coi, người ta sẽ biết được đây là ở cái mức nào, cái tổn thương nào để người ta có những cái quyết định. Thì đối với năm 2003 thì đây là một độ mô tuyến vú ha, chứ không phải là BRAC toàn bộ của vú nha mấy anh chị. BRAC năm 2003 đối với mật độ mô tuyến vú thì là độ 1 là mở ưu thế là dưới 25% mô tuyến ha. Hồi nãy nói với anh chị mở là cái ra hình màu đen ha, mô tuyến thì hình màu trắng ha. Độ 2 thì mật độ tuyến sợi rải rác từ 25 đến 50%. Độ 3 thì là mật độ vú không đồng đều là 50 đến 75, và độ 4 là dày đặc là trên 75% mô tuyến. Đúng với những độ này là ở lứa tuổi ha, mở ưu thế là đa phần là phụ nữ lớn tuổi ha, lúc đó mô tuyến nó phát triển hết rồi cũng còn mở không ha, thì là hầu như là ở phụ nữ lớn tuổi là người ta đa phần là ở độ 1 ha. Và đối với độ 4 là mô tuyến sợi nó dày đặc thì hầu như là ở lứa tuổi trẻ ha. Tại vì có những cô ha mới có 20 mấy tuổi thì người ta đau, người ta vô, người ta xin vô tập chụp. Rồi hơn nữa bác sĩ lâm sàng mình người ta cũng không có rành lắm, thì người ta cứ cho vô thấy đau rồi người ta sợ nữa cho vô chụp luôn. Thì cho nên thành ra cái lượng mô tuyến mà nếu mà xếp vô độ 4 là cái mô dày đặc đó ha, thì là mấy cô đa phần là mấy cô trẻ tuổi ha, cái mô tuyến nó rất là dày, mình không thấy được tổn thương đó. Thì đây là cái hình ảnh tương ứng với những độ ha. Đây là độ 1 là mở cái ưu thế hoàn toàn ha, là mô tuyến sợi rất ít. Và tới đây là độ 4 là mô tuyến sợi rất là dày ha. Thì khi này cái mô tuyến sợi này nhiều á thì mình sẽ đọc không rất là khó đọc cái tổn thương ha anh chị. Đối với BRAC năm 2013 thì nó phân chia mô tuyến sợi loại, nó đổi lại thành hồi nãy là độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 ha. Thì này giờ nó đổi lại thành loại A, loại B, loại C, loại D thôi chứ cũng chẳng có gì hết. Thì loại A thì vú mở hoàn toàn ha, thì cái độ nhạy nhũ ảnh rất là cao. Rồi loại B thì nó cũng tương tự như là độ 2 ha. Loại C nó cũng tương tự như là độ 3. Và loại D nó y như vậy ha, là mô tuyến quá dày đặc ha, và cái độ nhạy nhũ ảnh nó rất là thấp ha. Thì nó y như nó đổi lại cái kia là độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 thì nó đổi lại thành là loại A, loại B, loại C, loại D vậy thôi à. Chứ nó cũng không có gì hết ha, nó chỉ sửa tên thôi là nó làm cho nó mới lạ thôi. Đây là phân chia mô tuyến sợi nha mấy anh chị, chứ không phải là BRAC hoàn toàn ha. Thì đầu tiên, hồi nãy nói rồi ha, cái đầu tiên là mình nói cái vị trí của cái tổn thương ha, vị trí nào mà phần tư trên trong, trên ngoài, dưới trong, dưới ngoài ha. Kế đến là mình nói cái mô tuyến sợi của nó như thế nào ha. Nếu mà mình ghi là ở cái hình này mình nói là mô tuyến sợi loại A thì có nghĩa là mình khẳng định cái độ nhạy nhũ ảnh rất là cao ha. Mình nói mô tuyến sợi loại A là mình khẳng định cái nhũ ảnh độ nhạy rất cao và mình đọc là cái khả năng chính xác rất tốt ha. Nhưng mà mình ghi mô tuyến sợi loại D ha, thì cái độ nhạy mình không có trong đó ha. Cái độ nhạy nhũ ảnh lúc này mình rất là thấp, và lúc đó người ta sẽ cần thêm những cái xét nghiệm khác là siêu âm hoặc là MRI ha. Kế đến cái hình dáng của khối u thì cái hình tròn, hình bầu dục hoặc hình oval hoặc là hình vô định hình ha. Thì người ta mô tả một cái tổn thương, nếu mà cái hình mà nó hình tròn thì cái tổn
tương nó còn tương đối nó đỡ ha, nhưng mà những cái mà bờ không rõ rồi kia, cái hình dạng mà nó hình vô định hình rồi kia thì cái nguy cơ nó cao ha, nghi ngờ rất là cao. Đó, một cái khối trán chỗ ha, một cái khối trán chỗ mình đã mô tả đây là một cái khối trán chỗ, một cái tổn thương thì bắt buộc mình phải thấy trên hai hình là CC và MNO ha. Mình phải thấy được trên hai hình và cái giới hạn của nó rõ, là ranh giới nó rõ nét giữa một cái khối tổn thương với lại cái mô tuyến xung quanh, cho nên thành ra khi đó mình đã mô tả cái khối này giới hạn rõ, có nghĩa là mình khẳng định cái tổn thương này tương đối nó lành tính ha, mình không có nghi ngờ nó ác tính. Như cái hình này ấy, mấy anh chị ha, cái khối tổn thương này mấy anh chị thấy nó cái bờ nó rõ ràng ha, ranh giới nó rất rõ so với cái mô tuyến sợi ha, mình không có thấy nó bị lẫn lộn ha, thì mình nói đây là một cái giới hạn rất là rõ, thì có nghĩa là mình đang hướng cái tổn thương này về cái lành tính và mình sẽ xếp vô cái virus khác ha. Nếu mà mình nói cái này giới hạn không rõ thì mình sẽ chuyển qua cái virus khác, anh chị hiểu không ạ? Nó đang đi từng phần một ha, đầu tiên là cái vị trí tổn thương, kế đến là mô tuyến sợi của vú như thế nào, và tới đến đó là cái khối trán chỗ này ha, cái hình dạng của cái tổn thương, cái khối trán chỗ, cái bờ nó như thế nào, để nó mới tổng hợp hết tất cả, nó sẽ gom ra, nó đưa ra một cái mức độ bị thấp. Một cái giới hạn nó không rõ thì là mờ sang thương, khó xác định ha. Mình nghi có xâm lớn, không giống như chồng ảnh lên mô tuyến vú bình thường. Thì mấy anh chị thấy cái hình ở trên này, mấy anh chị thấy cái khối tổn thương đâu không ạ? Tăng trọng độ gì chứ? Dạ, ở đâu anh? Không có rõ. Dạ. Đứng vú đâu rồi? Đây nè ha. Đây ha. Mấy anh chị thấy có một phần thôi ha, một phần bờ nó rõ rồi ha. Còn phần ở phía trên này mấy anh chị không có thấy rõ ràng ha, thì mình ghi là giới hạn không rõ, giới hạn rõ một phần ha, thì khi đó mình sẽ chuyển qua virus khác. Và bờ có gai ha, thì cái bờ có gai là nó tỏ ra một cái nhiều đường tỏ ra từ một sang thương. Thì khi mà mình coi cái hình này á thì mình biết chắc chắn đây là cái tổn thương ung thư rồi ha. Nhưng mà cái tổn thương này nó là nó sớm hay nó muộn là còn chuyện khác nữa ha, một lát nữa nó có vô cái virus nó khác nữa ha. Nhưng mà mình biết chắc cái này là tổn thương ung thư là một cái. Thứ hai nữa, còn có một cái nữa, nó sẽ một cái hồi nó sẽ có là sáu cộng cấu trúc nữa, thì cái đó là mình phải, khi mà mình có một cái hình như vậy, cái điều quan trọng nhất mà mình đọc phim á là bắt buộc mình phải hỏi bệnh nhân, mình mời bệnh nhân mình hỏi và mình khám. Đối với mấy anh chị làm siêu âm á thì mình được học cái kinh nghiệm của mấy thầy lớn á, là người ta chỉ á, siêu âm mấy anh chị đặt cái đầu dò vô không, đúng không ạ? Mấy anh chị đặt đầu dò siêu âm, mấy anh chị siêu hoặc là hình mang hoa hoặc là hình chắc, đúng không ạ? Mấy anh chị siêu kiểu gì không cần biết, nhưng mà mấy anh chị một tay đặt đầu dò, nếu mà trên siêu âm vú ha, một tay đặt đầu dò và một tay á, mấy anh chị để rà theo cái đầu dò thì mấy anh chị sẽ không có bị bỏ sót cái tổn thương. Còn nếu mà mình để cái đầu dò, mình đi cái đầu dò không á, thì sẽ bị sót cái tổn thương. Để tóm tắt lại thôi ha. Cái khó nhất trong cái vụ ảnh này là cái sáu trộn cấu trúc và tăng động bất đối xứng. Thì cái sáu trộn cấu trúc là cái cấu trúc bình thường nó bị sáu trộn mà không thấy một cái khối chấm chỗ thật sự. Mình không có rõ ràng ra một cái khối đây là một cái khối chấm chỗ, nhưng mà mình thấy cái chỗ cái mô tuyến này nó thay đổi bất thường, thì mình bắt đầu mình nhìn lại hai hình ha. Có thể là một hình ảnh gai lan tỏa từ một điểm co rút khu trú hay sống quặn bờ nhu mô, hoặc là một dấu hiệu đi kèm với bệnh chính. Thì đây là một cái hình ảnh sáu trộn cấu trúc, và hình này là hình phóng đại, mà cái hình này là trên cái hình của trên sách vở chứ không phải là cái hình của bệnh viện. Cái hình của bệnh viện mà mình lấy cho, nếu mà mình lấy cho mấy anh chị coi, mấy anh chị đi vô mà có dịp vô trong bên Từ Dũ, mình sẽ cho mấy anh chị coi thực tế, mấy anh chị sẽ không khó rất khó nhận diện ra được cái xóa động cấu trúc này. Tại vì mấy anh chị nhìn bình thường, nếu mà khi mà mình zoom lại nhỏ đó, thì cái chỗ này nè mấy anh chị ha, đây là chỗ cái khúc đây là cái phần xóa động cấu trúc đây. Cái mô tuyến sợi của nó bình thường nó sẽ trải đều ra hết ha, cái mô tuyến nó rải đều ra hết, tới một khoảng, tới một cái chỗ nào nó bị đứt khúc. Mấy anh chị thấy cái khoảng này không ạ? Nó đứt khúc ngay chỗ này ha. Mình đã đọc sáu tổng cấu trúc thì bắt buộc mình đầu tiên
mình đọc xấu trọng cấu trúc hoặc là hồi nãy cái hình ảnh mà bờ không rõ ha, thì bắt buộc mình phải mời bệnh nhân cho mình hỏi. Tại vì cái xấu trọng cấu trúc này có thể đây là cái chỉ điểm của ung thư, nó mới sớm, nó mới chớm ra ha, hoặc là bệnh nhân đã định vị sinh thiết cái gì đó rồi ha, định vị rút dịch hoặc là mổ u ở ngay đó rồi, bây giờ nó làm vết sẹo, các chị hiểu không ạ? Nó thành một vết sẹo, cho nên thành ra mình phải hỏi kỹ bệnh nhân có làm cái phẫu thuật gì đó hay không ha. Nếu có thì cái chuyện nó khác, còn nếu không có là chuyện nó khác. Thì cái hình này mấy anh chị, cái hình này nó phóng đại thì thấy rất là dễ ha, nhưng mà khi mà cái hình bình thường sẽ không khó thấy lắm. Mấy anh chị mà có dịp đọc cái phim AMO mà phim bình thường mà đọc về nói ghi ở trong cái kết quả trả lời mà xáo trộn cấu trúc, mấy anh chị không thấy nổi đâu, rất là khó thấy. Và mình phải thấy là trên hai mặt phẳng luôn ha, có nghĩa là trên hai phim CC và MRO mình đều thấy hết thì mình mới quyết định được đó là xáo trộn cấu trúc ha. Vì nó là nó xáo trộn, nó cũng là tổn thương rồi chứ nó không phải là bình thường nữa ha. Ngay cả định vị, mấy anh chị đã định vị thì cũng hai mặt phẳng, anh chị đã thấy được cái tổn thương đó rồi, ngay cái chỗ đó rồi ha, chứ mình không trên một mặt phẳng mình không nói chuyện đó. Cái bất đối xứng này thì nó dễ hơn, bất đối xứng lưu trú và dùng để chỉ đám mờ không mô tả chính xác bằng một hình ảnh nào nữa ha. Và đám mờ bất đối xứng có dạng tương tự trên hai góc nhìn nhưng không có ranh giới, không nhận định được khối trắng chỏ thực sự, và có thể là một cái đảo tuyến bình thường thiếu đặc trưng lành tính nên mình cần cảnh giác thôi. Và đôi khi người ta cũng cần phải những cái bổ sung trong đó hình ảnh khác để làm rõ cái tổn thương này. Thì đây cái hình ảnh này thì cái tăng đậm bất đối xứng thì rất là dễ rồi đúng không ạ? Mấy anh chị nhìn hai cái hình, mấy anh chị thấy rõ ràng ha, một bên thì đậm lè ha, một bên kia thì nó không có những mô mỡ không đúng không ạ? Thì cái này mình gọi là tăng đậm bất đối xứng ha. Cái tăng đậm này nó rất là dễ, chỉ có cái xáo trộn cấu trúc là rất là khó chịu, chứ còn cái tăng đậm này rất là dễ. Cái này được không ạ? Ủa sao cái này mình không đọc tổn thương luôn, mình đọc là tăng đậm bất đối xứng? Dạ, nó đâu có rõ anh, nó không rõ tổn thương này. Cái gì bờ không rõ. Nó còn cái phim CC nữa mà cái phim CC không có lấy được, cho nên là ra nó không có rõ nên ra. À, có nghĩa là bên trên này thì thấy, nhưng mà bên kia thì lại không thấy rõ, thành ra mình sẽ đọc cái này là tăng đậm bất đối xứng. Và cái đậm độ ha, đậm độ thấp vừa cao, thì cái đậm độ càng cao như thì người ta nghi ngờ cái nguy cơ ác tính nó càng nhiều ha. Vì vôi hóa thì nó có hai dạng, vôi lành và vôi ác tính. Thì vôi lành tính á, thì nó là to khô, thật sự cái này nó mô tả như vậy á, nhưng mà đa phần ở người thấy ở người Việt Nam mình á thì mình thấy hầu như mà đã đọc vô mà vi vôi á thì hầu như á là 80-90% á là ác tính không à. Tại vì mình đi khám quá trễ. Còn mà vôi lành tính á, mấy anh chị coi rất là sướng. Mình nhìn cái hình đấy mình thấy một cái hạt vôi nó bự á là nhìn rất là dễ, nhưng mà vôi ác tính đó thì mình khi mình để lên đó là nó mô tả hình dạng vôi hình dạng vôi vôi rất là đa hình dạng, hình tròn bầu, hình tròn, hình cúc cà phê rồi kia đủ thứ hết ha. Và theo quy định hồi xưa đó thì ASE nó quy định đó là 10 hạt hồi đó, hồi trước trước năm 2004, 2005 á thì là 10 hạt, nhưng mà bây giờ nó còn chỉ còn có 5 hạt thôi, thì là nó quy định nó nghi ngờ là nguy cơ ác tính ha. Thì vôi lành tính nó rất là dễ, vôi lành tính mấy anh chị nhìn vô để hình lên, mấy anh chị coi đó, cái hình nó rất là dễ và nó đều hình đó, có những là hạt vôi nó đều với nhau hết, là hạt này cũng như hạt kia nó giống nhau hết hoàn toàn ha, chứ nó không phải như hạt vôi ác tính. Vôi ác tính thì khi mà mấy anh chị đưa lên nó bày nhầy tùm lum hết á. Và hình ảnh đa phần trên những ảnh mình thấy là hầu như là bệnh nhân mình tới đều là vi vôi hóa ác tính hết, chứ không có lành tính rất là ít. Thì đây là những cái hình ảnh ha. Giờ mấy anh chị coi thêm cái hình ha, trên này trên cái tài liệu ở của Radiology Assistant.nl á ha. Đây ha, là cái hình ảnh vi vôi hóa khi người ta chụp ra và người ta phóng đại lên. Thì mấy cái này ở Việt Nam mình hầu như là có đầy đủ hết luôn á, mình còn nhiều hơn nữa. Là hồi nãy mình nói cái chị 20 mấy tuổi đó là ở ngoài Hà Nội vô á, đặt hết luôn, trên cái ngực là đặt kẹo hết luôn. Khi ở ngoài Hà Nội đó là người ta chụp đó là người ta đã nói ác tính rồi, nhưng mà chị không tin, chị vô đây mình nữa, vô từ Vũ xong rồi chị qua bên Vũ nữa, chỉ làm 3 chỗ. Dạ, chỉ làm 3 chỗ thì xong rồi cái chị phải đi về mãi luôn.
thì ở mình nó đa phần là như vậy không á, còn nhiều hơn nữa. Thì nãy giờ nó tới nó lui ha, VRAT nó xếp vô, đầu tiên nó là vị trí cái tổn thương, nó coi cái vị trí tổn thương, cái đó là mô tuyến sợi, nó là loại A, loại B, loại C, loại D ha, là theo 2013 ha. Rồi cái đến là cái hình dạng của cái tổn thương, kích cỡ của tổn thương nó ra làm sao, kích cỡ nó mấy cm ha, mô tả cái tổn thương đó ha, cái kích cỡ đó, cái bờ nó rõ hay không, cái độ cảnh quan nó như thế nào và nó có vimo hay không ha. Thì khi đó nó sẽ xếp vô cái VRAT. Thì VRAT không thì nó cần thêm những cái chẩn đoán hình ảnh khác hoặc là cái mẫu ảnh trước đó để mình so sánh. VRAT 1 âm tính hoàn toàn, mình đọc cái VRAT 1 nói là âm tính hoàn toàn, là có nghĩa là không có bất cứ những cái hình ảnh gì hồi nãy mình giờ nãy giờ mình nói đó nha, là mô tuyến sợi là đa phần là chiếm loại gì ạ? Dạ loại A ha, là độ nhạy nhũ ảnh rất cao ha, hoặc là có thể loại B, hoặc là cao lắm là loại C thôi chứ loại D nó không dám rồi ha. Loại D nó sẽ chuyển qua cái VRAT 0 rồi ha. Loại D là chuyển qua cái VRAT 0 rồi ha. Kế đến là không có U, không có gì hết ha, không có vi mô hết thì mình gọi là VRAT 1 ha. Kế đến VRAT 2 là lành tính, là có tổn thương nhưng mà bờ nó rõ ràng ha, bờ nó rõ, bờ giới hạn rõ ha, cảm quan nó vừa hoặc là nó cao ha, và không có vi môi, hoặc là có vi môi một hai hạt vi môi nhưng mà lành tính ha, mình phải theo dõi tiếp, hoặc có vi môi lành tính hoặc có canxi lành tính. VRAT 3 là có thể lành tính dưới 2% ác tính và đề nghị theo dõi định kỳ. Thì theo dõi định kỳ này nó có mấy cái trường hợp xảy ra, 6 tháng 12 24 tháng sau cái thời gian đó, nếu mà mình theo dõi mà mình thấy không có vấn đề gì hết trả nó về VRAT 2 ha. Còn nếu mà sau cái thời gian đó mà mình thấy nó có tăng lên, những đa phần là những hạt vi môi nó tăng lên thì bắt đầu phải chuyển qua VRAT 4 và VRAT 5 là tùy ha. VRAT 4 nghi ngờ có bất thường từ 2 đến 95% ác tính và nó đề nghị sinh thiết. Thì thực ra trong VRAT 4 này á, là người ta sinh thiết chứ ở này là theo sách vở, chứ còn bên mình á, thì bên mình VRAT 3 là đã sinh thiết rồi. Bên mình VRAT 3 là đã sinh thiết đâm kim định vị, đâm kim để rút cái bào ra thử rồi để cho chắc ăn. Mà bệnh nhân tại vì cái VRAT 3 là mình ghi đó trong cái kết quả trả lời ha. Đầu tiên là VRAT 0 là cần kết hợp những ảnh, cần kết hợp những cái chẩn đoán hình ảnh khác. VRAT 1 bình thường, VRAT 2 lành tính. VRAT 3 sang thương có thể là bắt đầu bệnh nhân người ta đọc người ta sợ rồi. Cho nên thành ra làm thêm một cái bước nữa là ở bên tùy vũ là họ đâm kim luôn. Đâm kim họ rút tế bào họ thử luôn và cũng vẫn hẹn, vẫn định kỳ tái khám, nhưng mà đâm kim ngay lúc đó luôn để coi có gì bất thường hay không. Thì VRAT 4 theo sách vở thì là lúc này nó mới là sinh thiết. Thì trong VRAT 4 này nó có 3 loại nữa, 4A, 4B, 4C. 4A là từ 2 đến 10%, 4B là 10 đến 50 và 4C là 50 đến 95% nguy cơ ác tính. Nhưng mà cái tỷ lệ này đó là cái xếp theo 4A, 4B, 4C là tùy thuộc vô bác sĩ đọc nhũ ảnh và cái mức độ đọc và cái mức độ bác sĩ đánh giá cái tổn thương đó, là bác sĩ xếp vô cái 4A là cái khả năng ác tính nó còn thấp, 4B là tương đối và 4C cái nguy cơ ác tính nó cao. Thì cái đó là do tùy thuộc vào cái độ nhạy của mỗi bác sĩ đọc nhũ ảnh, nó không có phân rõ cái trong đó cái chuyện đó. Và mình cũng đã hỏi cô Cúc, là mấy anh chị biết cô Cúc ở bên ung bú là lập trình về cái này luôn á, thì cô cũng nói là cái đó nó tùy cái người đọc, cái độ nhạy của người đọc thôi. Thì 4A, 4B, 4C, nhưng mà nếu mà mấy anh chị đánh 4C hoặc mấy anh chị vô VRAT 5 thì nó cũng vậy, nó cũng bắt buộc nó cũng phải làm mấy cái kế tiếp thôi. Thì VRAT 5 là nghi ngờ rất là ác tính ha, trên 95% ác và xử trí tích hợp. Thực ra cái này đó là nó đã ung thư rồi, nhưng mà mình thực sự là mình đánh là VRAT 5 là nghi ngờ, rất là nghi ngờ thôi ha. Chứ thực tế cái này đó là cái hình ảnh như cái hình hồi nãy mà mình đưa cho mấy anh chị coi, cái hình con kéo hồi nãy đó ha, thì là vô VRAT 5 rồi ha. Nếu mà mình hỏi bệnh nhân không có vấn đề gì hết ha, thì là mình đã xếp vô VRAT 5 hết rồi ha. Và VRAT 6 là đã có bằng chứng sinh thiết ác tính. Thì hồi nãy mấy anh chị nhớ, hồi nãy mình nói ha, cái tổn thương đó ha, mình khi mà mình coi mà mình đánh từ VRAT 3 lên mà VRAT 5 đó, thì mình bắt buộc mình phải hỏi cho bệnh nhân. Tại vì có những bệnh nhân là người ta biết ung thư rồi, người ta đi điều trị rồi, người ta vô quá chất rồi, bây giờ người ta quay lại kiểm tra mà mình chỉ đánh VRAT 5 có nghĩa là mình đã thiếu
cái gì đúng không ạ? Mình sót, tại vì người ta biết ung thư rồi mà bây giờ mình mới là cái giai đoạn đầu, giai đoạn đầu người ta mới bị ung thư ha, người ta quay lại người ta kiểm tra thì cái đó là mình phải hỏi kỹ lại ha. Cho nên lần ra từ virus 3 là mình nên hỏi bệnh nhân và bệnh nhân mình hỏi ha, và nhất là những cái sáu tổng cấu trúc đó là mình phải càng hỏi kỹ nha. Tại vì nó là địa điểm ung thư hoặc là bệnh nhân đã bị sinh thiết nó ngay chỗ đó rồi. Rồi BRAF không thì cần thêm chẩn đoán hình ảnh khác hoặc nhũ ảnh trước đó để so sánh. Thì BRAF không được dùng khi nào? Là thứ nhất là bệnh nhân trẻ tuổi, bệnh nhân trẻ tuổi mình đọc không có ra được cái gì hết đó ha. Hồi nãy nói với anh chị ha, dưới 40 tuổi thì phải làm siêu âm trước, trên 40 tuổi chụp nhũ ảnh trước ha. Cho nên ra dưới 40 tuổi mà chụp nhũ ảnh đôi khi cái mô tuyến còn rất là dày ha, mình sẽ không thấy được cái tổn thương và mình phải xếp vô cái đất không. Và riêng bản thân mình á, mình đọc ở bên người Vũ á, thì mình không, mình để là cái kết luận thì là cái đất không, nhưng mà khi trên cái kết quả á, thì mình ghi là mô tuyến vú dày đậm hạn chế phát hiện cảm sát trên phim, thì đó là BRAF không đó ha. Mô tuyến vú dày đậm hạn chế phát hiện cảm sát trên phim là cái mình xếp cái mô tuyến sợi loại D đó. Các anh chị hiểu không ạ? Mình xếp vô loại D thay vì mình biết có một câu mô tuyến sợi loại D thì mình biết nó dài dài tí xíu cho bệnh nhân ăn tới mấy trăm ngàn của người ta cũng tùy ha. Mình biết mô tuyến sợi dày đậm hạn chế phát hiện vú trên phim là để BRAF không, đề nghị làm siêu âm vú hoặc là làm MRI. Thì cái thứ nhất đầu tiên bệnh nhân đó là bệnh nhân trẻ tuổi, cái thứ nhì là bệnh nhân con silicon, và cái thứ ba là bệnh nhân đập túi ngực. Thì ba cái này mình sẽ xếp vô BRAF không hết. Và nếu mà mình biết trước là bệnh nhân ba bệnh nhân loại như vậy, người đầu nhũ ảnh có tâm sẽ không bao giờ cho chụp, mình sẽ không bao giờ cho chụp, bản thân mình không bao giờ, mình mà biết bệnh nhân vô mà sinh không bao giờ mình cho chụp hết. Tại vì thứ nhất mấy anh chị biết cái silicon này chụp lên không thấy được gì hết ha. Và mình có người bạn của mình, nó là má của bạn mình, nó là bảo áp bơm silicon và khám một người thầy của mình cũng rất là nổi tiếng về ung vú, và thầy cứ bình thường không, và khi mà tới gần bà cụ gần sắp mất á, đi vô từ Vũ á, thì lúc đó chụp ra mới thấy là kinh hồn ha, lúc đó có vivo nhiều lắm. Tại vì cái tổn thương này á, trên cái tổn thương u á, nó không, nó bị hòa lẫn với lại silicon ha. Thì nếu mà mình biết đó là mình sẽ không cho chụp nhũ ảnh ha, mình chuyển qua làm MRI luôn ha. Tại vì trên MRI nó có những tia xung, nó sẽ xóa cái silicon này và mình sẽ thấy được ha. Kế đến thứ nhì, bệnh nhân đặt túi ngực. Nói cái túi ngực này nó có một cái chụp nó không có bể đâu, mấy anh chị yên tâm bảo đảm chụp không bể. Túi ngực mình giá xịn lắm, 3.000 đô. Túi ngực của Mỹ, V-Line hoặc bây giờ E-Line nữa, bây giờ là E-Line rồi, chứ không có chơi V-Line nữa, giờ E-Line rồi. Túi ngực rất là đẹp, nhưng mà nó không có bể, nhưng mà bù lại á, phải biết cách é. Mấy cái chụp túi ngực này á, mấy anh rất thích, là tại vì biết sao mà, tại vì trước khi chụp á, người ta yêu cầu á là kỹ thuật viên á là phải massage ngực cho bệnh nhân, massage ngực cho bệnh nhân để cho cái ngực nó mềm đi. Sau đó khi mình ép á, là mình đặt cái ngực bệnh nhân lên, và lúc đó mình phải đẩy cái túi á, lúc đó cái ngực nó mềm rồi đó, dạ, đẩy cái túi vô để mình ép cái mô tuyến sợi ra ngoài thôi. Là đối với trường hợp bệnh nhân đặt ở dưới cơ ngực, còn nếu mà bệnh nhân đặt ở trên cơ ngực á, bảo đảm cho anh chị massage cỡ nào cũng đâu có đẩy được ha, nó càng chặn bám lên không có thấy được cái gì hết á ha. Cho nên thành ra ép không bể, nhưng mà khi mà nếu mà đã ép á là phải massage để đẩy những cái phần còn lại của cái mô tuyến ra ngoài, cái túi ngực đẩy vô trong. Thì đối với trường hợp này cũng vậy, cho bệnh nhân đi làm MRI là tốt ha, mình không có lọc được cái gì đó. Cao lắm mình lọc ở phía ngoài, như ở đây á, bệnh nhân lọc được miếng mô tuyến này ha, mình lọc được chút xíu vi vôi, nếu có hạt vi vôi, vài hạt vi vôi, ở đây mình lọc được vài hạt vi vôi thôi chứ không làm ăn gì được hết ha. Cái này là bệnh nhân trẻ tuổi. Bệnh nhân trẻ tuổi ha, hồi nãy nói mấy anh chị ha, khi mà mình ép cái lượng tia ha, nếu mà cái độ dày mà 10 cm nó sẽ khác với cái độ dày của cái ngực bệnh nhân 5 cm ha. Thì khi cái độ dày 10 cm mình ép xuống, cái lượng tia nó sẽ nhiều hơn cái độ dày mà mình ép xuống chỉ có 5 cm. Thì ba cái trường hợp này
silicon túi ngực và mô tuyến dày này mình cho qua bệnh nhân qua bên làm MRI đó hoặc là siêu âm ha. Cái này thì siêu âm quá tốt rồi đúng không ạ? Cái này siêu âm quá tốt đúng không ạ? Siêu âm quá tốt rồi ha. Còn mà qua MRI thì ngon lành hơn nữa ha. Thì nếu mà mình biết bệnh nhân như vậy mình không có cho làm cái vụ này. Và cái vụ mà silicon này bây giờ nó có một cái từ nó gọi là bơm mỡ nhân tạo, nó gọi là mỡ nhân tạo á. Dạ, nó không có gọi là silicon nữa. Dạ, nó gọi là mỡ nhân tạo, nhưng mà thực sự mà nói nó gọi là mỡ nhân tạo chứ thật ra nó là silicon. Và mấy anh chị biết mình học hình ảnh thì nó có cái gọi là nó gọi gì nó giống như gọi là nó thơ mộng mộng mơ á. Khi mà mấy anh chị rờ cái bệnh nhân mà bơm silicon này á, mấy anh chị chiều mà mấy anh chị ra siêu thị á, mấy anh chị cầm cái chùm nho á, mấy anh chị cầm thử cái chùm nho lên ha, mấy anh chị cầm cái đầu chùm nho ha, mấy anh chị rờ cái mặt của miếng một cái chùm nho xuống á, trong nhau nhỏ nhỏ thì mấy anh chị rờ cái ngực của bệnh nhân y vậy á. Và trong vòng 3 tháng rồi đó, bệnh nhân lúc trước á là mình thấy á, bệnh nhân nói bơm trong vòng 3 tháng rồi là nó phóng cục lại vậy á. Lúc đầu rất là đẹp, bơm lên là cô đó của nó là ngực của căng rồi đẹp lắm, nhưng mà trong vòng 3 tháng là bắt đầu nó có cục lại liền. Trong vòng 3 tháng rồi đó thì mấy anh chị vô siêu thị, mấy anh chị cầm được cái chùm nho, mấy anh chị rồi nó lồng 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 lồng, thì khi đó là bệnh nhân bơm silicon đi xì vậy đó, nó gọi là dạng chùm nho đó, là cái này gọi là tại hình ảnh nó không mơ là vậy á. Không có cắn hết được. Cái này bây giờ mấy anh chị cho dù mấy anh chị lọc ra hết, không thể nào lọc hết được. Không thể nào lọc hết được. Mấy anh chị giãn hết đi ra. Có một set lớn ở bệnh viện 115 kìa. Bơm silicon nó vô bả hồ hỏi bả chỉ chích có 10cc rồi. Hỏi bả nói không có, bả không có bơm. Bả chích mở từ thơm. Cười rồi nói thôi giờ chị nói vậy thôi. Chị cũng không tin thì qua ông bố. Ông nói không, tin. Xong rồi hỏi thiệt lại thì đúng rồi, khi mà đưa hình nó coi được kia là bả bơm silicon có 10cc, coi có chút xíu rồi. À, tới hồi có cái tổn thương nhờ bả bơm ít á, bả bơm ít có 10cc thôi. Bả bơm mà biết trên giống như gọi là, xin lỗi mấy chị ha, bả bơm để mà bận áo để cho mà nó độn lên nhìn nó hấp dẫn ha. Bơm mà biết trên mình thì chút xíu ha, bận áo độn lên ha, nhìn ở trên hấp dẫn thôi, ở phía dưới không có. Phía dưới không bơm ha, cho nên thành ra thấy cái u tổn thương ra rõ ràng luôn. Và bả đi qua bệnh cái chị ở bên 115 cắt vú, cắt nhưng mà cái này mà bơm nhiều, bơm từ 20cc trở lên là mình không thể nào mình cạo hết được cái silicon này, nó không thể nào lấy ra hết được hết đó. Đã bơm vô rồi là cái như xong rồi, không có lấy ra hết được. Không, là cái này là hồi xưa ở mình thì nhiều, nhưng mà bây giờ thì đã ở dưới quê thôi, chứ còn ở Sài Gòn giờ ta chơi túi không à, túi 3.000 đô mà. Dạ còn vậy, ở dưới quê còn chứ, trời mấy bà dưới quê dữ dội lắm, bơm silicon dữ lắm, bơm có 10cc hình như bữa cái cô ấy của nói có 50 mấy 60 ngàn. Dạ mà xịt cái dạo vô chất luôn á, 50 mấy 60 ngàn á, 10cc vô tự họ vô họ chích luôn cho mình á, 10cc á, cái người dưới quê á nhiều lắm. Mấy cô dưới quê nhiều lắm, rất là rẻ mà. Còn mình ở đây thì đặt túi ngực nhiều, mấy cô rẻ giờ thì mua đen mà đặt túi ngực nhiều lắm, đặt túi ngực nhiều. Dạ. Nó không, nó này cũng cái này gọi là kể chuyện tiếu lâm, mà thật sự không phải tiếu lâm đâu, kể chuyện lâm sàng. Mấy chị đừng có không tắt máy ghi để ghi bậy mất công cũng kỳ. Thương nó sẽ khó, rất khó thấy ha, rất là khó thấy. Cho nên tốt nhất là mình chuyển qua làm MRI luôn. Và túi nó cũng có thời hạn, ví dụ như là 5 năm thì mấy anh chị khi đó mấy anh chị người ta lại người ta chụp kiểm tra mà họ không có thay cái túi á, thì cái túi mấy anh chị sẽ thấy nó dùng cái túi đó. Cái túi nó sẽ bị dùng, nó giãn ra. Dạ, nó giãn ra cái tại vì cái trong là cái lông su mà chứ có cái gì đâu. Bao cao su ở trong chứa nước thôi chứ đâu có gì đâu. Nó sẽ giãn ra, nó bị dùng. Thì lúc đó người ta có tiền người ta thay tiếp, còn không có người ta để luôn. Dạ. Ở trong nó dịch, em không biết dịch nó dịch gì nữa. Tại vì em có coi cái, em có cầm cái túi ngực đó luôn rồi.
nhưng mà nó đã nó là luôn cả nó là nó nguyên cái túi luôn rồi, nó là nguyên cái ngực luôn rồi. Đó là dịch, nó là dịch của giống như là em dịch, nó dịch gì á, nó có dạng, nó có nhiều dạng nữa, trong cái ngực nó có nhiều dạng, à dạng nhô rồi dạng giọt lệ rồi cái dạng nó nhiều dạng lắm, nó tả nó nhiều dạng lắm. Nhiều cô thì thích giọt lệ để ngực giống như tự nhiên hơn, còn nhiều cô thì bận, còn nhiều cô là gọi là muốn ngực nhô ra, nó căng đều ra thì nó không có tự nhiên bằng. Thì đa phần đó là em thấy đa phần nó hầu như là người ta đập túi là túi giọt lệ nhiều, giọt lệ thì nó hơi sẽ xuống thì nó tự nhiên hơn. Tại vì đọc vốn nhiều quá nên ra nói nhiều khi nó có hơi bậy bậy chút xíu, nhưng mà các anh chị cũng thông cảm ha. BRAF 1 là âm tính, là không có tổn thương gì hết ha, mình không trên phim mình không có thấy một cái gì bất thường hết thì mình xếp vô BRAF 1. Thì đây là một cái hình ảnh mà mình xếp vô BRAF 1, có nghĩa là mình không thấy một cái tổn thương gì bất thường ở trên này hết ha, không có vi môi, không có cái u gì ở đây hết ha, thì mình xếp vô BRAF 1. Nhưng mấy anh chị nhớ một điều, cái BRAF 1 này mình xếp, ví dụ mình nhìn phớt qua rất là thoải mái ha, mình nhìn lên mình phớt qua mình không có để ý á, thì mình xếp BRAF 1. Nhưng nếu mà mình nhìn kỹ á, coi chừng có những hạt vài hạt vi môi nhỏ xíu á, nó sẽ ở trong đó ha, và mình coi kỹ lại có những hạt vi môi đó, và những hạt đó nó sẽ là một trong những tác nhân gọi là nên nhiều chuyện ở trong đó, giống như Việt Nam mình mà hôm bữa là tác nhân gọi là làm để nên mình xử quốc đá ha. Đâu lúc đầu mình đâu có gì đâu, không lúc sau mình là tác nhân làm những điều chuyện thôi. Thì lúc mà mình xếp BRAF 1 đó ha, bình thường không có gì hết, nhưng mình phải coi kỹ lại coi ở trong đó nó như thế nào ha, có cái gì hay không. Nếu không có gì hết thì ok, còn nếu mà có gì mình phải coi kỹ lưỡng ha. Khoan cho em hỏi, cái hình này như vậy thì này là gì? Ở đây nó có một hạt nè, nó có một hạt ở đây nè. Thấy không? Mà em hỏi là cái hình này là thấy gì? Thấy MMO. Dạ. Cái thế á. Cái thế này tới MMO à. Bên đây. Cái thế này bên này là tới CC, nhưng mà nó chụp không chuẩn. CC nó chụp không chuẩn. Cái CC nghe. Dạ, đúng rồi. Tại em thấy cái mờ chứ. Đúng rồi, cái này CC nó chụp không chuẩn. Cái này CC nó chụp không chuẩn. Ha. Đó, giống như anh gì nói đó, đánh giá cơ ngực ha, đâu có thể nào đánh giá trên cơ ngực mà tiêu chuẩn đâu để đánh giá ha. Tại vì mình cũng đang làm cái đề tài về vú chuyên khoa 2 này ra, và mình không có nói về cái phần đánh giá cơ ngực này, mình làm cái phần về so sánh giá trị của vú nhũ ảnh với lại siêu âm với lại phân độ của cái mô tuyến này. Thì mình xếp vô BRAF 1 ha, nói các bạn anh chị ha, mình xếp vô BRAF 1 thì rất là thoải mái rồi, để lên phim là mình nói BRAF 1 sướng rồi, nhưng mình phải coi kỹ lại coi có vi phôi hay không ha, nếu mà có thì phải coi như thế nào ha. Ví dụ như trong trường hợp này mình thầy đếm như vi phôi nhỏ hơn 5. Đúng rồi, nếu mà đếm nhỏ dưới nhỏ hơn 5 thì mình xếp vào BRAF mấy hả? Nếu mà dưới nhỏ hơn 5 vi phôi, mà dưới nhỏ hơn 5 thì mình để vô BRAF 2, mình coi theo dõi tiếp. Nhưng mà con cái nữa, cái vi vôi nó khác với tim thấp. Vi vôi mấy anh chị thấy cũng phải thấy trên hai mặt bằng, mấy anh chị hiểu không ạ? Vi vôi hóa, một cái vi vôi nó nằm ở chỗ đó thì mấy anh chị trên tim thẳng cũng thấy, mà trên tim chết mấy anh chị cũng mới thấy, chứ mà mấy anh chị thấy trên tim chết không, mà tim thẳng mấy anh chị không thấy, là coi chừng mấy anh chị là cái này là ạc tim thấp ha, coi chừng là ạc tim thấp nhớ ha, chứ không phải là vi vôi. Tại vì ạc tim thấp với vi vôi nó sáng như nhau, tiếp bắp nó hơn nó chút xíu à, nó cũng sáng, nhưng mà nó sáng hơn cái thằng vi vôi chút xíu à, chứ nó không có sáng hơn nhiều ha, cho nên là ra mình phải coi kỹ. Rồi BRAF 2 là lành tính, thì mình mô tả nó lành tính, đó là nó không như BRAF 1, có nghĩa là nó có tổn thương, nhưng mà tổn thương thì lành tính, thì là bốn sợi tuyến vôi hóa hoặc là vôi hóa xuất tiết rồi kia ha. Nhưng mà cái trên đọc nhũ ảnh đó, người ta nói một điều đó là không được mô tả đây là cái tổn thương gì, có nghĩa là ví dụ như mình đọc một cái khối tổn thương, mình chỉ mô tả vị trí tổn thương, kích cỡ tổn thương, bờ tổn thương, tổng độ cản quan có vi vôi hay không, rồi xếp vô BRAF. Mình không có mô tả đây là bún sợi tuyến hoặc là bún mỡ hay là ổ áp xe, không có mô tả cái chuyện đó, nói cái chuyện đó là của siêu âm ha. Nhớ anh chị nhớ dùng mình ha, trên nhũ ảnh mình không có nói đây là cái bún sợi tuyến,
hoặc là đây là cái ổ áp xe, mặc dù cú xe tuyến mình nhìn trên đó mình sẽ thấy được cú xe tuyến đó ha. Nếu mà mình so sánh với lại kết quả siêu âm và mình tích lũy cái thời gian kinh nghiệm của mình đó, mình sẽ thấy biết à, cái này là cú xe tuyến đó và đây là cái ổ áp xe. Thì cái ổ áp xe mấy anh chị như nãy anh chị nói là ổ áp xe trên những anh thấy được là một khối bự ha, và nó cản tia rất là nhiều, nó sáng hừng hực luôn á, mà nó là bờ rõ, nó bờ nó rõ ha, bờ nó rõ. Còn cú xe tuyến, cái đặc điểm ở trên vũ ảnh mình chỉ cho mấy anh chị coi thôi ha, đặc điểm của cú xe tuyến trên vũ ảnh là một cái khối ổn nương, trong nó có canxi lành tính, trong nó có canxi lành tính, thì đó là bảo đảm chắc chắn là khi đó ra siêu âm là cú xe tuyến. Nhưng mà trên vũ ảnh mình không có nói là cú xe tuyến, mình chỉ nói đây là một khối ổn nương bờ rõ cản quan cá có canxi lành tính vậy thôi ha. Và mình xét cho virus này vậy thôi. Đây đây, đó, một cái khối ha. Mấy anh chị thấy ha, bờ ha, có canxi ở trong. Mình biết chắc là cái đó là bú sợi á, nhưng mà mình không nói. Mình mô tả tổn thương rồi thôi ha. Mình không có nói đây là cái gì hết á. Trả lời kết quả gì đó là để mình siêu âm. Và cái cuối cùng là hành giả quyết định nó trả lời nếu mà nó có đăng kim. Còn trên vũ ảnh mình chỉ xếp vô virus thôi. Và cái hình bên này là vôi hóa mạch máu ha. Thì người ta nói vôi hóa mạch máu này đó, là nó đóng cái vôi mạch máu á, nó giống như cái đường dây điện thoại mấy anh chị, mà cái đường dây điện thoại mình mà Sài Gòn mình mà dây nhỏ chằng chịt á ha, thì cái bệnh nhân mà bị vôi hóa mạch máu này nó đóng vôi chằng chịt cái dây, nó chằng chịt nó ha, cho nên nó đóng vôi trên mạch máu ha, thì mình xếp vô là virus 2 được không ạ? À? Nhớ lại ha, virus 0 hồi nãy đó là bệnh nhân bơm silicon tuấn lực hoặc là bệnh nhân trẻ tuổi. Virus 1 là không có tổn thương gì bất thường nó xảy ra hết ha. Và virus 2 thì có những cái tổn thương, nhưng mà tổn thương đó là lành tính. Đầu tiên là cái bờ nó rõ, canxi nó phải là lành tính ha. Hoặc là một vài hạt vi vôi hóa micro canxi. Bờ đi và một vài hạt vi vôi hóa là micro canxi đồng dạng thì mình xếp vô là virus 2. Đồng dạng có nghĩa là đồng hình dạng á. Ha, là mấy hạt vi vôi nó đồng dạng với nhau, hình dạng nó như nhau hết á, thì là mình xếp vô virus 2. Nhưng nó không được trên 5 hạt. Ok. Được không ạ? Virus 3 là nguy cơ ác tính. Nhưng mà cái nguy cơ ác tính này rất thấp, dưới 2%. Thì nó mô tả rồi, các khối không có sờ chạm, giới hạn rõ trên vũ ảnh, nhưng mà nó loại trừ cái bọt hạch trong vú hoặc là sang thương lành tính khác, và những cái sang thương bất đối xứng khu trú trở nên bớt dày hơn ở trên phim chụp ép nén ha, và những đám vôi hóa lớn đốt. Thì hồi nãy nói đó ha, virus 3 mình định kỳ theo dõi 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng. Thì ở đây mấy anh chị thấy một cái khối tổn thương ha, một cái khối có vi vôi ở trong, đây là hình phóng đại rồi ha. Ở đây canxi lành tính ha, những hạt canxi lành tính. Thì mình theo dõi định kỳ 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng và mình yêu cầu bệnh nhân giữ tất cả các phim đó lại, và khi đi tái khám bắt buộc phải cầm theo cho mình coi. Thì như trên cái hình này, nếu sau cái thời gian người ta theo dõi mà người ta thấy cái tổn thương lúc đầu và lúc hiện tại nó như nhau thì người ta sẽ chuyển virus, cũng y như trên siêu âm đúng không ạ? Trên siêu âm cũng vậy đúng không ạ? Trên siêu âm là mấy anh chị chuyển virus đúng không? Mấy anh chị lúc đầu mấy anh chị làm không biết mấy chỗ khác sao, nhưng bên Từ Vũ cũng vậy. Lúc đầu mới vừa siêu vô thấy một cái tổn thương, cái u mô tả cái tổn thương xong là lập đầu xếp cho virus 3, cho qua chụp nhũ ảnh hoặc là không chụp, cho chụp kim luôn. Sau đó có kết quả lần này trả về virus 2 đúng không ạ? Thì trên vũ ảnh này cũng vậy. Thì vũ ảnh này nó quy định là phải 6, 12, 24 tháng. Nếu tổn thương nó không thay đổi thì mình trả về virus 2. Nếu nó tổn thương nó tăng thay đổi lên thì mình từ virus 3 mình chuyển qua virus 4. Và đây là một cái ca ví dụ trong cái quyển sách, trong cái trang web Radiology Assistant Channel ha. Nó chỉ có một vài hạt thôi ha. Mấy anh chị thấy chỉ có một vài hạt, bởi vì hồi nãy mình nói chỉ có một vài hạt mà làm nên mùa xuân đó ha, là như vậy ha. Nên ra phải coi kỹ ha. Nếu mà bình thường mình để này lên đó mà mình không có, bây giờ thì nó sướng rồi, bây giờ là nhờ có kỹ thuật số phóng đại trên kỹ thuật số rồi ha. Chứ còn hồi xưa phim mà đọc phim thường á thì lúc nào người đọc phim vú cũng có cái kính lúp, cái kính lúp để coi, nó là hỗ trợ cho người đọc phim vú ha, kính lúp.
Còn bây giờ thì sướng là mình lên máy vi tính mình phóng zoom hình bự ra thì rất là thoải mái rồi ha. Thì chỉ có một hai hạt, mấy anh chị thấy có một hai hạt thôi ha. Và khi người ta theo dõi 12 tháng thì nó xuất hiện rất là nhiều ha. Nó xuất hiện rất là nhiều và bắt đầu người ta phải chuyển qua VRAP 4 và người ta xin thiết ra nó là ung thư ha, được không ạ? Thì nói là cái dấu này ngồi đọc ấn không? Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, thì đó, bởi vậy. Bởi vậy nếu mà một hai hạt á, anh xếp VRAP 2 cũng được. Nếu mà đó là những hạt đồng dạng, còn nếu mà anh sợ nhắc tay á, anh ghi qua chuyển để VRAP 3, anh cho theo dõi tiếp ha. Anh để VRAP 3, anh theo dõi tiếp VRAP 3 theo dõi 6, 12, 24 tháng ha. Nếu mà không có chuyện gì thì anh trả nó về VRAP 2 là mình nhắc tay. Còn nếu mà thực sự mình có đủ bản lĩnh, nếu mình đọc luôn á, là mình đọc thẳng luôn VRAP 2 đó, mình dám chắc chắn á, mình là chuyển qua VRAP 2 luôn á, thì cái đó là nó bình thường. Còn nếu mà mình nhát tay thì mình bắt đầu mình phải để vô cái lớp 3 để mình coi theo dõi định kỳ 6, 12, 24. Nhưng mà đừng nên là ý mình ha. Thật sự mà nói không nên ý mình ở trên cái tim vú này ngắn lắm. Tại vì có những cái ca đó, bệnh nhân có một anh bạn của mình là học chung chuyên khoa 1 là sếp của cái phòng khám, sếp của cái bệnh viện gọi là bệnh viện quận hay là quận là đúng rồi, quận bây giờ gọi là một cái bệnh viện đúng không ạ, quận. Thì bệnh nhân tới siêu âm, ảnh chỉ có siêu âm, bên đó chỉ có siêu âm thôi. Bệnh nhân nấm vú thụt, có vi vôi ở trong, nhưng mà mấy anh chị bệnh nhân đầu tiên đó là bệnh nhân nấm vú thụt là một. Cái thứ hai đó là có vi vôi ở trong, là ghi trên những ảnh đó nha, trên những ảnh mình thấy á. Nhưng mà khi bệnh nhân siêu âm á thì anh đó ảnh trưởng qua, ảnh kêu bệnh nhân kéo nấm vú ra, rồi bệnh nhân cũng kéo ra, xong ảnh siêu cái ảnh đâu bình thường, cái ảnh bệnh nhân thả tay ra cái nấm vú thụt vô, rồi xong kéo ra thụt vô, ảnh đây bình thường không. Thì bệnh nhân người ta thấy đau, người ta mới qua bên này, người ta chụp. Thì chụp lên đầu tiên á, cái hình á thì hồi nãy nói với anh chị đó ha. Tại vì thằng Mỹ nó muốn coi cái viền của cái vú á, là nó muốn coi để nó coi cái vú nó rõ hay không, nó thụt vô hay không thôi ha. Còn Pháp thì nó chỉ coi mô tuyến ở trong thôi. Thì khi mà mình chụp lên đó thì rõ ràng là cái vú nó thụt vô, thì cái chuyện bình thường nhìn mắt thường nó thấy rồi ha. Vi vôi thì trên mammo thì nó thấy dễ hơn ở trên siêu âm. Trên mammo vi vôi má coi rất là dễ ha, chỉ cần chụp lên có vi vôi là sẽ thấy liền. Nhưng trên siêu âm vi vôi rất là khó thấy. Mình nếu mà mình có kinh nghiệm hoặc là mình muốn kỹ chút xíu á, thì mấy anh chị làm vú á mà siêu âm á, mấy anh chị nên chỉnh cái độ gen lại, nó tối bớt lại á, thì khi đó mấy anh chị sẽ coi được cái vi vôi nó như thế nào ha. Thì nói mấy anh chị về mấy anh chị thử làm thì mấy anh chị sẽ biết ha. Mình chỉnh bớt lại, từng cái chỉnh vừa, mình cái chỉnh sáng quá ha, mình để vừa, mình giảm bớt cái game lại, làm tới tối lại tí, mấy anh chị sẽ thấy được cái vi vôi ha. Nếu vi vôi nhiều, còn mà vi vôi một hai hạt nó rải ra thì mấy anh chị khó thấy lắm. Nếu mà vi vôi cái lượng nhiều quá thì mấy anh chị sẽ thấy liền ha. Thì bệnh nhân đó, sau đó là bệnh nhân đó mình đọc xong là nhóm năm đó mình chuyển vào vú luôn. Rồi khi điện ảnh thì ảnh mới trả lời câu, ảnh nói tại lúc đó bệnh nhân chưa có gì hết, mà mình mới nói ảnh là bệnh nhân người ta đã cũng vú rồi mà anh không cho như vậy là anh không là bậy, nhưng mà cũng cãi thì thôi, thì tội bệnh nhân. Chính vì lẽ đó nên ra cái vú này nó mình làm rất là nguy hiểm, vừa tội bệnh nhân mà nếu mình làm kỹ á, thì bệnh nhân họ đỡ, còn nếu mà mình làm mà ẩu á, mình chỉ là siêu âm không á thì nó cũng không ổn, mà mình làm vũ ảnh không thì nó cũng không ổn luôn, thì nó bắt buộc nó phải kết hợp giữa vũ ảnh và siêu âm với nhau. Thì khi đó nó hai cái nó với nhau là mình cần nữa, mình qua làm cái MRI nữa. Thì thực ra cái MRI bây giờ ở Việt Nam mình nó làm hầu như là người ta để coi những cái tổn thương mà nó có gọi là nó gọi là cái tổn thương thứ phát á, hoặc là người ta khi mà người ta điều trị là người ta coi có đáp ứng nhiều hay không, thì đó là ở MRI mình ở đây. Chứ còn mà cái vũ ảnh này nó đã đánh giá, nếu mà mình đọc kỹ lưỡng nó đã đánh giá trên 90% cái ung thư. Vũ ảnh và siêu âm kết hợp lại với nhau nó đã trên 90%, rất là tốt, chứ không có cần quan tới MRI.
Rồi view đáp 4 làm nghi ngờ bất thường đó đề nghị xin thiết. Và trong view đáp 4 này có 4A, 4B, 4C thì mình phải nói với anh chị rồi ha. Thì cái tùy vào cái bác sĩ đồng hiểu ảnh người ta phân ra 4A, 4B, 4C. Nhưng mà giờ 4 gì cũng vậy ha, 4 hay 5 hoặc là 3 thì cái đó là bắt buộc mình phải làm những cái động thái bác sĩ lâm sàng, bắt buộc họ phải làm những cái động thái khác là làm chọc kim hoặc là người ta làm cái gì đó ha. Thì đây là một cái tổn thương, mấy anh chị nhìn cái bờ nó rõ không ạ? Ngay cái mũi tên đó ạ, bờ nó không rõ đúng không ạ? Thì nó có những cái ha, tổn thương này đó nó bờ nó không rõ là một, coi có vi voi hay không ha. Thì khi mình xếp vô virus đó, mình sẽ xếp vô virus 4 hoặc là virus 5 trong đó ha. Vi voi nó là lành tính hay là vi voi ác tính ha, vi voi đồng dạng hay là bất đồng dạng ha, thì mình sẽ xếp vô. Và cái độ cảm quan của nó như thế nào, thì cái độ cảm quan này nó là độ cảm quan trung bình chứ cũng không phải là cao ha. Và đây những hạt vi voi, những hạt ở trên là vi voi ác tính nhưng đây là canxi lành tính ha, ở chỗ này là canxi lành tính nhưng ở đây là những hạt vi voi hóa ác tính. Khi mình phóng đại trên cái hình lên mình sẽ thấy được, mình sẽ thấy được những cái hạt vi voi rất là đẹp. Và mấy anh chị đi đó, mấy anh chị qua từ Vũ mình sẽ cho mấy anh chị coi cái hình trên máy vi tính phóng đại cho mấy anh chị coi rất là đẹp. Trên hình bình thường thì mấy anh chị có thể nhìn không quen mắt thì không có rõ, nhưng mà khi mấy anh chị phóng hình bự lên bảo đảm nhìn là bắt buộc phải đọc ra được, chứ còn mà đọc cái màn hình bự cho bá mà đọc không ra thì không có tay. Ở trên nó có view quá không nè? Dạ có, nhóc luôn nè chị, đây nè nhóc luôn. Dạ ở đây là những hạt canxi lành tính, đây là ở đây canxi lành tính đây ha, ở đây là canxi lành tính do nó hai hạt này nó đồng dạng với nhau. À, còn đây là những hạt vi vôi hóa ác tính, nó bất đồng dạng với nhau. À, nó không có đồng dạng có nghĩa là hình dạng mỗi cái mỗi khác nhau á, nó không có một thằng là cái hình hạt và bầu dục, một cái hình hạt cà phê, lọc trà, cái đủ thứ. Nó mô tả, chẳng nói là ảnh mô tả nhiều cái hình độc lắm, nhưng mà đâu thấy được cái tập trà, cà phê, hạt, đậu gì, tả từ lớn hết nó nhiều lắm, tả nhiều cái lắm, nhưng mà không có thấy nổi đâu ha. Rồi vi lớp 5 là nghi ngờ ác tính. Thực ra cái này nó ác tính rồi nhưng mà mình chỉ nói là lịch sự, mình nói là nghi ngờ thôi ha, rất nghi ngờ thôi. Thì cái nguy cơ ung thư nó đã trên 95% rồi, thì một cái khối đó là khối dày không đều bờ gai, hoặc là một tụng voi hóa nó liên tục hay nó cút, hoặc là có khối voi gai không đều kết hợp với voi hóa dị dạng. Cái hình ảnh này đầu tiên là cái bờ không có rõ đúng không ạ? Kế đến thứ nhì, độ cảm quan nó rất là cao đúng không ạ? Và cái nữa, ở trong này mấy anh chị về bỏ vô vi tính và mấy anh chị chỉnh mờ lại cái hình ảnh đó, mấy anh chị sẽ thấy vi voi hóa trong này rất là đặc, dày đặc ở trong này luôn, ở trong vi một cụm này luôn. À, vi một cụm này luôn. Và khi mình đọc cái hình này thì hồi nãy nói với anh chị ha, từ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và nhóm 6, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 thôi, nhóm 6 thì mình đánh cuối cùng rồi ha. Nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 mình phải hỏi bệnh nhân. Tại vì cái hình này nếu mình đánh nhóm 5 mà bệnh nhân người ta chưa, người ta lần đầu người ta tới khám thì đồng ý, chấp nhận ha. Một lát nữa có một cái hình nhóm 6 mà nếu mà không hỏi á, đánh vô nhóm 5 thì mình sẽ sót, mình sẽ sai. Là bệnh nhân người ta đã biết rồi, người ta đã điều trị rồi, bây giờ người ta quay lại người ta kiểm tra coi có đáp ứng hay không ha. Thì cái này người ta xếp vô cái virus 5 ha. Thật ra cái virus 4, cái hồi nãy cái tổn thương mà ở virus 4 hồi nãy á, xếp vô virus 5 luôn cũng được ha. Nếu mà người đọc kinh nghiệm mà mạnh tay á là đánh luôn virus 5 luôn cũng được ha. Nhưng mà mình lịch sự chút xíu, mình còn phải nhường cho giải phẫu bệnh người ta có cơm sống hơn chứ, để không mình đọc hết luôn rồi ra cái tiền. Ở đây cũng vậy ha, những hạt vi voi hóa nó đầy hết ha, vi voi hóa đa hình dạng ha, hạt đầy hết. Thì mình đọc ra là virus 5 và nó, mấy anh chị thấy không, nó nhóc luôn ha. Và chỗ này là canxi lành nha. Dạ. Và cái nữa là mấy anh chị biết một cái tổn thương u nó khác với lại một cái hạt, một cái cục thịt dư ở trên vú nha. Mấy anh chị về thử suy nghĩ coi ha, một cái khối u nó khác với cái cục thịt dư ở trên vú như thế nào ha.
anh chị hiểu không ạ? Có những bệnh nhân ha, có trên lồng của bệnh nhân ha, có cái cục thịt dư ha, mình chụp lên mình sẽ thấy, mình cứ tưởng là u nhưng thực tế không phải u, thì mấy anh chị thử suy nghĩ coi phân biệt giữa cái đó với cái u như thế nào ha, phân biệt. Dạ dạ không có chị nghĩ à, thì cái nào cũng mang thế một. Rồi đây cái hình này ha, cái cổng ngưng ở đây, cái tổn thương ha, và khi hình ảnh người ta phóng đại lên là như vậy, và trên hình ảnh siêu âm, và có một cái nữa ở trên hình này và cái hình ảnh này, nó có một cái nữa hồi nãy có nói cái phần chỉ định, mấy anh chị nhớ có những cái chỉ định mà để đi chụp chú không ạ? Dày da cam, có gì nữa hả? Chỉ dịch chú u, có gì nữa hả? Tay đỏ đầu vú, rồi gì nữa hả? Thì cái này á, anh chị thấy có cái gì không hả? Đúng vú nó thuộc vô đúng không hả? Đúng vú nó thuộc vô này thấy không? Mấy anh chị thấy không hả? Bởi chính vậy đó, cái thằng Mỹ bây giờ nó mới đòi nó thấy cái miền vú là như vậy. À, nếu mà mình làm mờ đi á, nhiều khi mình không thấy cái chỗ này á, cái đúng vú nó thuộc vô, không biết cái chỗ nào. Mấy anh chị hiểu không ạ? Cho nên ra nó mới đòi mình làm là rõ ra cái miền của cái bầu vú ha. Thì chỗ này mấy anh chị thấy cái đúng vú nó thuộc vô rồi ha. Và ở đây cũng vậy ha, đống vú nó tụt vô tại vì cái tổn thương, cái ung thư nó co kéo nó rút lại ha, nó rút cái đầu vú lại ha, cho nên nó tụt vô trong. Thì ở trong này cũng vậy ha, một cái khối ha, bờ không rõ này là gọi là bờ tua gai ha, hình ảnh bờ tua gai, độ cảm quan rất là cao ha, và vi vôi hóa đầy ở trong này hết, vi vôi rất nhiều ở trong này, thì mình xếp vô cái virus 5 ha. Và cái này có hình ảnh mình phải mô tả thêm nữa, cái hình ảnh đầu vú nó tụt vô nữa ha. Thì đây là khi mình đã mô tả sau đó, mình mô tả xong hết, mình kết vô cái virus thì người ta đọc cái đó, người ta đọc cái virus người ta biết à, cái virus chỗ virus 5 này là có những cái tổn thương gì trong đó, mình mô tả như vậy, các anh chị hiểu không ạ? Kế đến virus 6 là đã có bằng chứng hát rồi ha, bây giờ người ta quay lại người ta coi có đáp ứng hay không ha. Thì mình đọc từ virus nãy nói rồi ha, đọc từ virus 3 đến virus 5 là mình phải hỏi, mà nhất là mình đã xếp cho virus 5 thì mình phải càng hỏi kỹ bệnh nhân, coi cho bệnh nhân đã biết ung thư chưa, hoặc là cái gì đó bệnh nhân đã đi khám lần nào chưa. Nếu bệnh nhân chưa có đi khám gì hết á thì ok, cái chuyện nó khác. Còn là bệnh nhân đã biết à, người ta nói người ta đã qua bên ung bướu, người ta đã vô hóa chất rồi, cái xạ gì rồi đó ha, thì mình phải xếp cái chuyện khác. Thì đây là một cái ca bệnh nhân một cái hình, các anh chị nhìn hai cái hình là một bệnh nhân đó, cái hình đầu tiên và cái hình thứ nhì. Cái hình đầu tiên là cái hình mới chụp của bệnh nhân, là người ta lúc đầu ha, người ta lần đầu tiên người ta đi chụp người ta phát hiện ra, lần thứ nhì người ta quay lại người ta chụp để người ta coi có đáp ứng hay không. Nếu mà cái lần thứ nhì mà người ta đưa cái hình này ra mà người ta không có đưa cái hình này cho mấy anh chị thì chắc chắn 100% là mình không hỏi nữa, là bảo đảm mình đánh cái này là virus 5 chắc không ạ? Mấy anh chị hiểu không ạ? Tại mấy anh chị thấy cái tổn thương không ạ? Thấy tổn thương không ạ? Đây nè ha, nó co kéo chỗ này nè ha, ha nó co kéo nè ha, một cái khối tổn thương này ha, co kéo bờ không rõ nè ha, có vi vôi ngay đây nè ha, nhiều lắm, ở trong này vi vôi nhiều lắm. Nếu bệnh nhân không có đưa cái hình này ra, bệnh nhân chỉ đưa hình này mà mình càng không hỏi nữa, mình chỉ đọc bớt qua thôi ha, thì cái này bệnh nhân, khi mà bệnh nhân chụp mình sẽ đánh cái này là virus 5, thì khi đó mình sẽ sai, anh chị hiểu ha. Và mình hỏi lại thì bệnh nhân đưa ra cái này thì bệnh nhân đó lại mình phải chuyển qua virus 6 là gì vậy ha. Cho nên mình ra virus 6 là bệnh nhân đã biết ung thư rồi, đã điều trị rồi, bây giờ người ta quay lại người ta kiểm tra coi có đáp ứng hay không ha, thì khi đó mình xếp vô là virus 6 ha. Rồi nó tóm lại một điều, nó tới phải nói lui ha. Đầu tiên mô tả mô tiếng sợi ha, coi theo 2013 đi ha, thôi hỏi 2003 ha, 2003 thì có độ 1 và 2 độ 3 độ 4, 2013 thì loại A là BCD dạ ha, thì nó cũng như nhau thôi ha. Loại A thì là mô mở nhiều, mô mở dạ, loại D mô tuyến dày ha. Rồi thì khi mình đọc, mình đầu tiên mình mô tả đây là vú này mô tuyến sợi loại gì là một ha,
kế đến nếu mà mình đọc vô tuyến sợi loại A thì mình đã khẳng định chắc chắn 100% cái ngũ ảnh này mình đọc rất là cái khả năng chính xác rất là cao, với điều kiện mình phải đọc có chuyên nghiệp ha, cái khả năng độ nhạy rất cao. Nhưng nếu mà mình đọc qua loại D thì cái mình đã nói với người mà bác sĩ lâm sàng đó, đây là cái độ nhạy của cái ngũ ảnh này nó không có đâu, khả năng cái độ nhạy rất thấp. Kế đến nếu có tổn thương thì mình mô tả cái tổn thương ở vị trí nào, 1/4 nào, 1/4 trên trong trên ngoài dưới trong dưới ngoài ha, không có cần mô tả giờ ha mấy anh chị, giờ là chỉ để nói tương đối thôi chứ mình không có nói ở trên ngũ ảnh, mình không có nói giờ ở đây ha, mình chỉ nói tương đối với nhau thôi là như vậy, tả để giờ cho mấy anh chị coi là tương đối thôi ha, mình chỉ nói cung 1/4 nào, ví dụ như là một cái khối ở bên phải dưới phải 1/4 trên trong một cái khối kích cỡ 2 cm bờ rõ cảnh quan khá, cảnh quan trung bình, không vi voi ở trong thì mấy anh chị xếp vô cái bia lát mấy ạ? Bia lát 2 dạ ha. Còn nếu 1/4 trên trong kích cỡ 2 cm bờ rõ 1/1 cảnh quan khá kèm vài hạt vi voi hóa đa hình dạng, xếp vô bia lát mấy ạ? Bia lát 3 ha, và mình kỹ lưỡng trong cái cho làm cái này luôn ha. Nếu 1/4 trên trong bờ co kéo vi voi hóa cảnh quan khá cảnh quan cao ha, vi voi hóa đa hình dạng, xếp vô bia lát mấy ạ? Nếu mình nhét tay thì mình để vô là bia lát 4, còn nếu mà không mạnh tay vô bia lát 5 luôn ha, và mình đề nghị là cái này, và nếu mà mình không có ở mình không có làm cái bên cái khoa ung bú thì mình chuyển ha. Thì còn cái virus xấu thì bắt buộc mình phải hỏi này ha. Và cái nữa, 1/4 trên vú phải, 1/4 trên ngoài, xáo trộn cấu trúc mô tuyến vú, không kèm vi voi hóa ở bên trong, nên chị xếp virus mấy ạ? Dạ virus 3. Xáo trộn cấu trúc ha, nhưng mà nhớ xáo trộn cấu trúc phải trên hai mặt phẳng ha, có nghĩa là CC và MNO ha mấy anh chị, chứ không được có một trên một cái CC mà mấy anh chị nói xáo trộn qua cái kia mấy anh chị không kiếm đâu ra hết ha, thì không được ha. Có thể là nó xảo ảnh, tại vì nó xảo ảnh nhiều lắm, chụp cái mammo này xảo ảnh rất nhiều, chỉ cần mình ép mà nó không có cứng tay, hoặc là mình ép mà nó hơi chậm một chút xíu là xảo ảnh ha. Rồi mấy anh chị có hỏi gì không? Không biết thầy còn cân nữa, còn hai buổi hay sao đó, thì một buổi sẽ lấy hình băng hô, hình này thì không, mấy anh chị sẽ không có rõ hình, thì sẽ cho mấy anh chị coi hình băng hô với lại hình HSD trước khi mấy anh chị nghỉ Tết, với lại mấy anh chị trước khi mấy anh chị lúc vô bệnh viện, mấy anh chị thực tập ở bên mé bệnh sản của mình ha. Dạ nói nha, như là mình nó làm hai cái luôn mà, nó làm hai cái luôn, và thậm chí nó luôn làm em trai nữa để nó coi có cái gì còn có thêm hay không đó. Nó làm em trai luôn. Bây giờ thì nó làm cái tomo synthetic, thì nó có cái máy tomo synthetic đó, thì nó coi nó sướng, nhưng mà ở Sài Gòn này hiện tại là Sài Gòn này nghe nói chỉ có VMAX, nhưng mà chưa thấy cái VMAX có. Ở Hà Nội thì có một cái, thì cái tomo nó y như cái CT. Còn em trai thì anh bên cản từ, thì khi nào mà có những cái ổ thuốc phát đó thì anh sẽ thấy rõ rồi. Còn mà ở trên vũ ảnh anh chỉ có được thấy hai chiều, mà phía đâu có thấy ba chiều luôn, nên đó anh đâu có thấy được ha. Dạ có gì không ạ? Anh có gì không? Anh là bên ung bú rồi trầm rồi, còn cái gì nữa nổi. Có hỏi gì không ạ? À, không hỏi gì nghỉ rồi, còn hai buổi nữa, chắc là hai buổi nữa hay sao á, thì một buổi thì nói lại với mấy anh chị, thầy kêu review lại mấy anh chị cái HSR, và một buổi thì sẽ cho mấy anh chị hình tổng hợp để mấy anh chị khi đó đọc. Thì cái bộ hình tổng hợp, các cái băng mô trên này thì nó không có được rõ. Cái bộ hình, cái hình này là toàn là hình lại qua máy tính thôi ạ.